Đây là Đinh Tiễn, một cô gái đáng yêu ngày đầu đến nhập học ở trường đại học. Cô tới ký túc xá nam để tìm một người bạn nhưng bà quản lý ở đây không cho vào vì đây là ký túc xá nam. Thế là cô đành hét to gọi tên anh ta khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô. Anh chàng được réo tên là Chu Tư Việt, một nam thần của các chị em trong trường. Cuối cùng hai người cũng gặp được nhau, Đinh Tiễn tới đây để tìm Tư Việt và cũng là để thổ lộ tình cảm của bản thân với anh. Cả hai đã cùng hẹn thi vào Đại học Thanh Hoa, giờ đây Đinh Tiễn đã làm được và cô muốn Tư Việt thực hiện lời hẹn ước năm xưa. Thế nhưng Tư Việt đã lạnh lùng từ chối tình cảm đó nên chỉ nhận được con búp bê robot từ Đinh Tiễn. Tối đó Tư Việt ngồi ngắm nhìn con robot thì nhận được một mảnh giấy lời nhắn được gửi trong đó. Để biết lời nhắn đó là gì thì cùng quay trở lại tháng 8 năm 2009. Một mùa hè đầy nóng nực, đây cũng là thời điểm mà Đinh Tiễn và gia đình cùng chuyển đến Thâm Hải. Một cuộc sống mới bắt đầu với rất nhiều sự lạ lẫm của một cô gái thôn quê, gia đình Đinh Tiễn chuyển đến căn nhà mới nhưng khá chật chội. Mẹ bắt hai chị em phải ngủ chung phòng nhưng hai đứa không chịu. Thế là một cuộc tranh giành phòng ngủ nổ ra giữa Đinh Tiễn và thồn lằng em trai Đinh Tuấn Thông khiến cô cộc bưu cả đầu. Đúng là bố mẹ luôn thiên vị em nhỏ hơn chị lớn mà. Sau đó cả gia đình cùng đến nhà của một người bạn tham dự bữa cơm thân mật. Người này sẽ giúp cho công việc sắp tới của bố Đinh Tiễn được thuận lợi nên bà mẹ tỏ ra khá là thảo mai và dặn hai đứa con trời đánh của mình đừng có mà báo. Hôm nay gia chủ cũng có thêm hai vị khách là bạn của con trai họ qua học nhóm, cũng chính là Châu Tư Việt và đây cũng chính là lần đầu Tư Việt và Đinh Tiễn gặp nhau. Đúng là những bậc phụ huynh châu Á điển hình lúc ăn cơm chuyên hỏi về điểm số. Mẹ Đinh Tiễn cứ léo mép hỏi về điểm số của mấy cậu trai rồi khen con gái mình học rất chăm chỉ. Tư Việt phải ra mặt nói thay cho mấy thằng bạn rằng điểm số cũng chỉ là thứ phù phiếm đủ dùng là được rồi. Bà mẹ vẫn còn bon mồm nói mong sau này hai đứa thường xuyên trao đổi hơn vì hôn sự của cả hai đã được ông nội hứa hẹn từ thuở nhỏ. Nghe xong mấy cô cậu đều đứng hình. Chán không buồn nói nên ba thanh niên đã đứng dậy đi về phòng. Đinh Tiễn lúc đưa em trai đi vệ sinh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện nói xấu mình của mấy cậu bạn kia trong phòng Tư Việt. Bọn họ khá là không ưa gia đình của Đinh Tiễn và còn gọi cô là Trần Tinh, không thể chịu nổi nên Đinh Tiễn đã gõ cửa để yêu cầu nói chuyện. Cô xin giấy vệ sinh cho em trai rồi nói với Tư Việt rằng sẽ hủy hôn ước dở hơi của các cụ kia, cô sẽ không để Tư Việt được toại nguyện. Về đến nhà bà mẹ Đinh Tiễn liên mồm trách mắng cô không biết giao tiếp để lấy lòng bố mẹ Tư Việt, cô cũng chẳng buồn nói với bà nên đã đi ra ngoài để mua thuốc cho vết thương trên trán. Cùng lúc đó vì vết thương ở cổ chân của cậu bạn Tử Kỳ nên Tư Việt đã đưa tới hiệu thuốc để bác sĩ nắn lại chân, quả này cũng khá là thốn nhưng mà thôi thuốc đắng dã tật mà anh dài. Đinh Tiễn cũng tới hiệu thuốc đó để mua thuốc cho vết thương thì gặp được ông bác sĩ rất nhiệt tình giới thiệu đủ các loại thuốc. Trùng hợp lúc ra thanh toán Tư Việt và Đinh Tiễn đã chạm mặt nhau. Ông bán thuốc đòi tiền Đinh Tiễn vì chai thuốc bóc rồi không bàn được cho ai nữa, ông ta còn chém với cái giá đắt cắt cổ làm Đinh Tiễn không đủ tiền để trả luôn. Thế là Tư Việt liền ra tay trả tiền chai thuốc cho người đẹp. Đinh Tiễn hứa sẽ trả tiền cho Đinh Việt nhưng anh chỉ yêu cầu một trả một bữa ăn ngon là được rồi. Thế là cả hai tới một quán cơm bụi để oánh chén. Tuy là một quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn khá là ngon. Tư Việt còn trêu vết bưu đầu của Đinh Tiễn làm cô nàng ngại mà bỏ về luôn. Không có ăn uống gì nữa, chuyển cảnh tới ngày hôm sau là buổi khai giảng cho năm học mới. Nhưng Đinh Tiễn lại không tìm thấy thẻ tên của mình đâu mặc dù đã sắp tới giờ vào lớp. Không tìm được thẻ tên nên Đinh Tiễn vội chạy tới trường. Trên đường vô tình chạm mặt với Tư Việt nên cô đã quay mặt và chạy đường vòng. Hậu quả là Đinh Tiễn đã đi học muộn. Cô lén lút đi vào tham dự buổi khai giảng. Tưởng là không ai phát hiện ra nhưng cô đã bị thầy quản sinh bắt quả tang, phạt cho ra cuối hàng đứng. Ở đây duyên phận lại sắp đặt cho Đinh Tiễn gặp Tư Việt nhưng cả hai cũng không nói với nhau câu nào. Sau đó Đinh Tiễn bước vào lớp và khá ngại ngùng ở môi trường mới này. Tư Việt cũng đi tới ngồi cùng bàn với Đinh Tiễn vì lớp đã hết chỗ trống. Buổi học đầu tiên mà Đinh Tiễn đã quên mang thẻ phù hiệu nên bị cậu bạn Tử Kỳ dọa cho một trận rằng sẽ được chăm sóc đặc biệt. Sau đó thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu nói một mớ những lời tẩy não đám học trò phải ngoan ngoãn nếu không sẽ biết tay ông ta. Ông thầy còn nhấn mạnh việc đeo phù hiệu đầy đủ, thế là mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Đinh Tiễn vì nay cô nàng không đeo phù hiệu. Phía bên này bố của Đinh Tiễn cũng là một giáo viên dạy lớp 12 và ông gặp được thằng cháu tên Bách Tòng cũng học ở đây. Cả hai đã có vài câu hàn huyên rồi ông Đinh phải rời đi để kịp cho cuộc họp hội đồng. Tại nhà ăn của trường Đinh Tiễn gặp lại tiền bối Bách Tòng. Cả hai vừa ăn vừa tâm sự khiến Tư Việt và những người bạn bên này tập trung sự chú ý vì Bách Tòng ở trường là một người có tên tuổi rất đặc biệt. Trở lại lớp học cô bạn lớp trưởng tạm thời tới đá đều Đinh Tiễn vài câu về chương trình. Học kỳ một lớp 10 vì ở đây ai cũng đã từng học qua hết rồi nên Đinh Tiễn sẽ bị chậm hơn so với các bạn. Quả nhiên là đến giờ học toán Đinh Tiễn đã bị thầy giáo gọi lên giải một câu hỏi hàm số mà cô lại không hề biết. Nhưng thanh niên Tư Việt thì lại dễ dàng trả lời được câu hỏi đó trong khi còn chẳng thèm tập trung, đúng là đỉnh của chóp. Giờ ra chơi Đinh Tiễn và Tư Việt lại có một màn cảnh cựa nhau. Tư Việt muốn chỉ cho Đinh Tiễn công thức giải hàm số nhưng cô nàng lại chê anh chỉ vừa đủ điểm chuẩn lấy tư cách gì mà dạy đời người khác. Nghe thấy lời chê bai Tư Việt các bạn trong lớp ai cũng ngạc nhiên vì anh chàng này là một người học khá kiệt xuất. Lớp trưởng tạm thời còn đến nói chêm lời làm Đinh Tiễn ngượng chín mặt và bỏ ra ngoài.
Đinh Tiễn đang ngồi buồn thì Bách Tòng đi tới. Biết cô đang gặp chuyện buồn nên Bách Tòng muốn rủ cô đến một nơi. Anh đưa Đinh Tiễn tới căn cứ bí mật trên sân thượng. Đây là nơi mỗi khi buồn Bách Tòng sẽ tìm đến để ngắm cảnh. Anh biết Đinh Tiễn mới tới thành phố này nên sẽ gặp nhiều khó khăn và phải tập thích nghi. Vì hai năm trước Bách Tòng cũng từng như vậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải cố gắng mỗi ngày để thích ứng với cuộc sống. Sau đó Đinh Tiễn quay về lớp thì bị lớp trưởng chiếm mất chỗ ngồi, cũng chả ưa gì nhau nên Đinh Tiễn quyết định đổi chỗ với lớp trưởng luôn. Lớp trưởng thì lại thích quá ấy chứ, vì được ngồi cạnh cờ rút của mình ai lại cá chê bao giờ. Nhưng Tư Việt lại không hề thích điều này. Sau khi tan học, Đinh Tiễn uể oải trở về nhà. Vào đến phòng thì thấy thằng em báo đời báo đốm đang dùng kính lúp chốt nhật ký của mình. Cô vô cùng tức giận tính tẩn thồn lăng đó một trận, nhưng như bao bà mẹ châu Á khác thì câu em nó còn bé em nó có biết gì đâu. Làm chị lớn không nhường em được một chút à, bà ta còn trách Đinh Tiễn rảnh rỗi không đọc đề mà lại đi viết nhật ký linh tinh. Thấy bà mẹ đối xử quá bất công với mình, Đinh Tiễn không thể nào chịu nổi mà bật lại bà. Thế là hai mẹ con xảy ra xung đột, nhưng may có ông bố can lại. Đinh Tiễn lấy lại thẻ phù hiệu rồi tức giận trở về phòng trong sự uất ức tột cùng. Thế nhưng sáng hôm sau không biết là do tác động gì mà thằng em Đinh Thông lại chủ động xin lỗi chị gái. Còn nài nỉ chị tha lỗi cho mình khiến Đinh Tiễn khá ngạc nhiên trước thái độ ăn năn này của thằng em. Chuyển cảnh Đinh Tiễn tới lớp học thì cậu bạn Lưu Hiểu Phong báo rằng Tư Việt gửi gì đó vào ngăn bàn của Đinh Tiễn. Thì ra là hộp bánh bò mà mẹ Tư Việt muốn gửi chi Đinh Tiễn. Nhưng vì ghét nhau ghét cả đường đi lối về nên cô nàng đã đem trả lại hộp bánh đó cho Tư Việt. Đinh Tiễn ngồi cùng bàn với thanh niên đeo kính này cũng chả vui vẻ gì. Cậu ta khá khó tính và u lì nhưng Đinh Tiễn cũng chả dám bật. Lúc phát phiếu bài tập toán cậu ta cũng không thèm giữ lại cho Đinh Tiễn một tờ. Hỏi cán bộ phụ trách môn thì đen thay cậu ta vừa trả thầy giáo xong. Đinh Tiễn lên xin thầy giáo thì đen hơn là thầy cũng vừa mới phát hết cho lớp khác. Thế là Đinh Tiễn phải cất công đi in riêng một bộ đề khác ở phòng giáo viên. Ở đây cô thấy bàn giáo viên nào cũng đầy ắp quà tặng cho ngày lễ nhà giáo nhưng bà của bố mình thì lại không. Thế nên chiều hôm đó tan học Đinh Tiễn đã đợi bố để đi về cùng. Cô nhớ lại món quà mà bố tặng mình đó là một cuốn nhật ký và dường như bố rất thương Đinh Tiễn chỉ là không nói ra. Đinh Tiễn tặng bố một món quà cho ngày nhà giáo. Đó là một chiếc cốc giữ nhiệt khiến ông rất vui. Tuy chỉ là một món quà nhỏ nhưng nó chứa đầy ý nghĩa. Hai bố con về gần đến nhà thì cũng gặp mẹ con Tư Việt ở đây. Hai bên ăn đôi ba câu chuyện rồi ông bố Đinh Tiễn đổi hướng sẽ sắp xếp cho đôi bạn trẻ đi học cùng nhau cho nó trách nhiệm. Đằng nào cũng tiện đường đi lối về nên mẹ Tư Việt khá là đồng thuận ý kiến. Hai bên phụ huynh tác động khiến đôi bạn trẻ không thể nào mà từ chối được. Vậy là quả kèo đi học chung của Tư Việt và Đinh Tiễn đã được lên từ đó. Tối đó Đinh Tiễn về phòng và rất thích thú với quyển nhật ký mà bố tặng mình. Cô sẽ viết lên những dòng tâm tư mới của cuộc đời vào cuốn sổ này. Sáng hôm sau Tư Việt đã chờ sẵn Đinh Tiễn để cùng đi học, còn cẩn thận chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cô nàng nữa chứ. Nhưng Đinh Tiễn không ăn mà cho luôn thằng bạn bàn bên làm Tư Việt khá nóng mắt. Tiếp đó là đến giờ học toán, thầy giáo có việc bận nên giao cho cả lớp phiếu bài tập rồi giữ trật tự làm bài. Ai mất trật tự sẽ bị lớp trưởng ghi tên để thầy về xử lý thích đáng. Không nằm ngoài dự đoán, trong giờ đó tên của Đinh Tiễn và cậu bạn Hiểu Phong đã bị lớp trưởng ghi lên bảng. Kết quả là cả hai bị bế lên bục giảng đứng để thầy dạy toán tổng xì vả. Cùng với đó là thằng bạn Tử Ký lắm mồm báo hại anh em trong lớp phải ở lại trực nhật vì cái tội nói chuyện riêng trong giờ. Ai cũng cay ông thần này nhưng riêng có Tư Việt lại khá thích thú. Thế là cuối buổi học cả lũ phải ở lại để trực nhật lớp học. Tối đó vì lo cho con gái ở lớp không kịp thích ứng mà lại còn xích mích với bạn bè nên bố Đinh Tiễn đã đặc biệt mua rất nhiều đồ ăn vặt cho cô. Còn nói chuyện với Đinh Tiễn về nhân sinh quan và cách ứng xử sao cho tốt với bạn bè để có thể hòa hợp và phát triển bản thân ở môi trường mới này. Sáng hôm sau trước khi đi làm, bố Đinh Tiễn cũng cẩn thận nhờ Tư Việt để ý giúp đỡ con gái mình vì ông có hỏi nhưng cô không chia sẻ nên không biết đâu mà lần. Thế là trên đường đi học Tư Việt rất cẩn thận để ý cho Đinh Tiễn chuyện đi đứng. Trong giờ thể dục cũng vậy, thanh niên đã đỡ hộ cho Đinh Tiễn quả bóng rổ đang lao tới. Thế là cả hai đã có cơ hội được tiếp xúc gần với nhau. Đinh Tiễn nhìn Tư Việt đắm đuối con cá chuối. Nhìn đến phát ngượng nên cô nàng đỏ mặt mà chạy ra ngoài luôn. Trong giờ ra chơi tiếp theo, Đinh Tiễn đã đem hộp sô-cô-la tới tặng cho các bạn để làm thân theo lời dạy của bố và tiền bối Bách Tòng. Cô cũng tặng cho Tư Việt một viên sô-cô-la khiến lớp trưởng ngồi bên khá nóng mắt, bắt đầu lôi quy tắc không được ăn quà vặt trong lớp ra để thị uy. Còn chê sô-cô-la của Đinh Tiễn là hàng để còn loại cô hay ăn mới là hàng xịn. Nhưng Tư Việt méo quan tâm mà ăn luôn viên sô-cô-la đó làm lớp trưởng khá bẽ mặt. Chuyển cảnh hôm đó Đinh Tiễn đi thay mẹ đi tìm thằng em dạy thì thấy nó đang chơi game ở khu trung tâm thương mại. Quả này về mày ốm đòn với mẹ rồi em dạy ạ. Đang định lôi em trai về thì Đinh Tiễn gặp nhóm Tư Việt và ba người bạn cũng đang đi chơi ở đây. Lớp trưởng do có sự tác động của Tư Việt nên đã chủ động làm lành với Đinh Tiễn. Còn muốn đổi chỗ hai người về như cũ khiến Đinh Tiễn khá bất ngờ. Tiếp đó cả nhóm đã có buổi đi chơi rất vui vẻ cùng với rất nhiều trò chơi đổi thưởng hấp dẫn. Chơi cũng đã mệt nên hai chị em trở về nhà để kịp cho bữa tối. Đinh Tiễn xin mẹ được mua điện thoại nhưng bà không DONGP ý vì muốn cô tập trung vào việc học. Sáng hôm sau khi tới lớp, Tư Việt đã hô Đinh Tiễn chuyển chỗ và trở về ngồi cùng bàn với mình.
Thì ra trước đó thanh niên đã đi xin thầy chủ nhiệm cho Đinh Tiễn ngồi cạnh mình với lý do là kèm cặp bạn học và trả ơn thầy Đinh cũng là bố của Đinh Tiễn. Vì có mặt thầy Đinh ở đó nói đỡ mấy câu nên thầy chủ nhiệm không thể từ chối được yêu cầu đó của Tư Việt. Đinh Tiễn trở về bàn thì nhận được con thú bông mà Tư Việt đã thắng trong trò gắp thú hôm qua. Cô rất vui vì món quà này nhưng lại tỏ ra này nọ lọ trai với Tư Việt. Thanh niên liền giật lại con thú để trêu Đinh Tiễn và thế là cả hai một lần nữa có một sự tiếp xúc gần không thể giả chân hơn. Đắm đuối con cá chuối nhìn nhau một lúc khiến cả hai ngượng ngùng nhưng trong lòng mỗi người như đang nở hoa. Tự nhiên Đinh Tiễn lại trở lên yêu đời và thấy thanh xuân năm cấp 3 này càng trở lên ý nghĩa hơn. Giờ ra chơi sau đó Đinh Tiễn nhận được kết quả bài kiểm tra thì khá thất vọng. Nhìn sang điểm số bài của Tư Việt thì vô cùng ngưỡng mộ. Cùng là con người với nhau sao cậu ấy lại học giỏi như vậy chứ? Tư Việt đi vào thấy nét mặt và bài kiểm tra của Đinh Tiễn thì hiểu ngay cô đang buồn vì kết quả đó. Không ngần ngại anh chàng đã ngỏ lời sẽ chỉ cho Đinh Tiễn cách giải đề sao cho thuận tiện nhất. Đinh Tiễn vô cùng thích thú và đồng ý luôn. Thế là những kiến thức mới được Tư Việt dung nạp vào đầu Đinh Tiễn. Anh cũng chỉ cho Đinh Tiễn cách ghi chép sao cho hợp lý nhất để có thể học thuộc một cách dễ dàng chứ không phải cái gì cũng ghi vào như thế. Chuyển cảnh sáng hôm sau trên đường đi học. Đinh Tiễn vẫn thói quen cũ nhét hết sách vở môn học ngày hôm đó vào ba lô nên khá nặng. Tư Việt phải xách phụ ba lô cho Đinh Tiễn trông khá đáng yêu. Ở cổng trường Tư Việt gặp lại Thuần Tử. Cô bạn này đã xin nghỉ phép một thời gian dài để chữa bệnh và nay quay trở lại để tiếp tục việc học. Cô nàng có vẻ là tâm điểm và được nhiều người trong trường chú ý đến. Trong giờ học hôm đó, thầy chủ nhiệm phân công cán bộ lớp để phục vụ cho các công tác sắp tới của tập thể lớp. Uyển Uyển vẫn sẽ giữ chức lớp trưởng. Tư Việt được đề cử làm lớp phó học tập nhưng anh đã từ chối. Vì vậy, mắt cận Hà Tinh Văn sẽ được giữ chức vụ này. Tử Kỳ sẽ giữ chức lớp phó thể dục. Đinh Tiễn đang định đăng ký chức lớp phó văn nghệ thì Dương Tưởng Trầm đã chủ động đứng lên đăng ký và được các bạn ủng hộ nhiệt tình. Sau khi đảm nhiệm chức vụ đó, Tử Thuần đã rủ Đinh Tiễn cùng mình thực hiện phần vẽ vì biết Dinh Tiễn khá khéo tay và nhiệt tình. Vậy là giờ thể dục đó cả hai cùng ở lại lớp hoàn thành bảng biểu cho hoạt động mừng ngày nhà giáo. Hết giờ Tư Việt quay trở lại lớp thì ấn tượng với bức vẽ trên bảng của Đinh Tiễn. Quả là khéo tay hay làm. Chuyển cảnh tới giờ kiểm tra miêng tiếng Anh, người lên bảng đầu tiên là Đinh Tiễn. Cô nàng đọc một cách cứng ngắc và thuộc vẹt nên bị giáo viên nhắc nhở. Đến phần thể hiện của Thuần Tử thì khá trôi chảy và lưu loát làm Đinh Tiễn có đôi chút hụt hẫng. Vì muốn cải thiện vốn tiếng Anh nên Đinh Tiễn đã nhờ đàn anh Bách Tòng tìm giúp tài liệu luyện nói. Vì việc này mà Đinh Tiễn đã vào lớp muộn nên Tư Việt phải nói dối với thầy rằng cô đi vệ sinh. Một lúc sau thì Đinh Tiễn cũng lẻn vào. Tư Việt đưa cho cô cuốn sổ tay ghi chép cách học tiếng Anh của mình để giúp cải thiện hơn khiến cô rất vui. Đinh Tiễn đang học tiếng Anh ở nhà thì bố cô đi vào hỏi chuyện cô muốn mua điện thoại di động phải không? Nếu thế thì Tiễn Tiễn dùng điện thoại của ông. Còn ông sẽ dùng máy nhắn tin. Nghe bố nói thế thì cô thấy dùng điện thoại cũng không cần gấp. Nên cô sẽ dùng điện thoại bàn để liên lạc với các bạn. Thấy con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, bố Tiễn Tiễn bảo cô hôm nào alo các bạn ghé qua nhà chơi để bồi đắp tình cảm cuối cấp. Bố nói thêm mấy câu thì để lộ ra việc ông nói với Tư Việt đổi chỗ. Đinh Tiễn thấy vậy thì không hài lòng với cách làm của bố mình, cô có thể tự giải quyết việc của mình mà. Dù sao Tiễn Tiễn cũng lớn rồi, sáng hôm sau Tiễn Tiễn đi đến trường, cô ngồi vào chỗ của mình không lâu sau Việt Tư cũng đi đến. Tiễn Tiễn đứng dậy lấy cớ rời đi, đến khi sắp vào tiết học Tiễn Tiễn về lớp. Bạn học nô đùa không may làm đổ coca lên người cô. Đang thấy tình huống xấu hổ ngại ngùng khó đỡ thì Tư Việt đến lấy áo khoác che áo lại cho Tiễn Tiễn. Cô ngại ngùng e thẹn cảm ơn cậu. Sáng hôm sau Tư Việt đến nhà Tiễn Tiễn đợi cô ở dưới nhà. Còn Tiễn Tiễn ở trên nhà thì tìm mãi không có bộ nào để mặc hết. Đến khi cô xuống dưới nhà thì Tư Việt chơi được mấy ván cờ rồi. Tư Việt mời Tiễn Tiễn đi ăn. Anh rủ cô lát nữa sẽ đi chơi mấy nơi ở Thâm Hải. Ở đây mấy năm nay kinh tế phát triển nên khu Thâm Hải này trở nên thịnh vượng. Nếu như Tư Việt rảnh anh sẽ đưa Tiễn Tiễn đi chơi, cô gật đầu đồng ý. Học trưởng Tiến Thông cũng đi ngang qua đây, anh chào hỏi Tiễn Tiễn mấy câu rồi tạm biệt cô. Tiễn Tiễn đi vào thấy Tư Việt ăn hết cá viên chiên của mình. Đúng là đồ ăn tham mà, Tư Việt dẫn Tiễn Tiễn đi đến rạp chiếu phim, hai người đang xem thì cô bạn đi vào chào Tư Việt. Thấy cô ấy đi cùng với bạn trai Tiễn Tiễn hỏi Tư Việt có thấy buồn không, Tư Việt thì có cái gì mà buồn chứ. Hai người họ xem phim xong thì đi về gặp ông thầy đeo kính đuổi theo Tiễn Tiễn. Tư Việt thấy cô vậy thì kéo cô lại vào một bên trốn đi, bầu trời đổ cơn mưa bất chợt. Anh nhẹ nhàng lấy áo của mình che chở cho Tiễn Tiễn, khoảnh khắc ấy Tư Việt mong sao cho thời gian ngừng lại để anh được ở bên Tiễn Tiễn lâu hơn, tạnh mưa hai người đứng đợi xe buýt. Tiễn Tiễn nói Tư Việt thi vào Thanh Hoa nhất định sẽ đỗ, anh học giỏi thế cơ mà, Tư Việt cũng muốn Tiễn Tiễn thi cùng Thanh Hoa với mình. Anh tặng cô một câu vinh quang còn ở phía trước, chỉ cần Tiễn Tiễn chăm chỉ miệt mài hơn thì cô chắc chắn sẽ đạt được ước mơ. Sáng hôm sau Tư Việt đi đến trường thấy Tiễn Tiễn đang mặt nhăn mày nhó cố gắng nuốt chỗ thuốc mà mẹ cô sắp cho cô uống. Anh đưa cho cô viên kẹp để cô bớt đắng hơn. Đến trường cả lớp bắt đầu vào tiết học, Tiễn Tiễn và Tư Việt nói chuyện riêng, cô giáo phạt hai người ra đứng góc lớp. Nhân cơ hội xấu hổ này Tiễn Tiễn đưa cho Tư Việt tấm thiệp cô tự vẽ, Tư Việt khen cũng tạm được đó, nếu Tiễn Tiễn có thời gian làm thiệp thì không học toán đi.
Cô nghe thấy thế tức hộc máu muốn đòi lại tấm thiệp. Đúng lúc cô giáo đi đến bảo hai người vào lớp đi, vào tiết của thầy giáo. Thầy nói mấy cô váu không chịu học hành gì suốt ngày rong ruổi đi chơi, mùng cứ ba ba bô bô có ngày thầy đổi chỗ. Tiễn Tiễn buồn rầu vì cô cố gắng mãi cũng chỉ nhích lên được có hai bậc. Từ giờ đến lớp 12 thời gian ngắn lắm, Tư Việt nói muốn cố gắng không thể ngày một ngày hai được. Tối về nhà Tiễn Tiễn ngồi học bài, học thì chưa được chữ nào đầu óc đã nghĩ đến chuyện tương lai rồi. Tiễn Tiễn ngủ trên bàn học lúc nào không biết. Đến khi cô mở mắt dậy thì nhận được tờ giấy của bố, cả nhà đi xem pháo hoa chỉ còn mỗi mình cô ở nhà. Đúng lúc đó đám bạn bàn trên bàn dưới của Tiễn Tiễn đến gọi cô đi xem pháo hoa. Khoảnh khắc đẹp như vậy ngoài đường rất đông vui nhộn nhịp, Tư Việt nắm tay Tiễn Tiễn đưa cô đến bên bờ hồ. Vừa đến nơi thì pháo hoa hết, đúng là đen như con mực mà. Trên bầu trời tự nhiên bắn thêm một lượt pháo hoa tiếp theo khiến cho bốn người bạn nhỏ sung sướng reo lên chúc mừng năm mới. Về nhà Tiễn Tiễn nhớ lại khoảnh khắc nắm tay ấy, cô mỉm cười viết vào nhật ký có người nói ai đó ở cùng bạn khi giao thừa là chắc chắn sẽ là người bên bạn suốt đời. Tiễn Tiễn hy vọng câu nói ấy đúng. Sáng hôm sau bốn người bạn cùng hẹn nhau ra bên hồ thả đèn trời, nhìn chiếc đèn bay đi xa ai cũng có cầu nguyện cho riêng mình. Chiếc đèn đó sẽ mang theo ước nguyện của bốn bạn nhỏ này đi xa, kỳ nghỉ Tết cũng kết thúc, Tiễn Tiễn quay trở lại trường học, còn chưa học được chữ nào thì cô đã bị ốm rồi. Hôm nay có bài kiểm tra nếu không đi thì cũng rắc rối, thi xong bốn cô cậu than thở bài mình làm chán quá, Tiễn Tiễn thì khỏi phải nói. Cô còn không dám so đáp án, Tư Việt nói Tiễn Tiễn đừng lo lắng nữa ốm thì về nhà nghỉ đi không sốt làm hỏng não bây giờ, về đến nhà. Tiễn Tiễn đang hắt xì liên tục, nghe mẹ cô nói Tư Việt mang bài tập đến cho thì cô bật dậy như tôm, thu dọn hết đống bừa bãi của mình trong chớp mắt còn ngồi ngay ngắn đợi Tư Việt vào. Tiễn Tiễn hỏi Tư Việt sao không đưa cho mẹ cô cũng được lại còn phải vào tận phòng cô, hay để anh mang bảng thành tích của cô cho mẹ xem nhé. Nghe đến đây Tiễn Tiễn giật mình bảo không cần, cô xem trước là được rồi, thế chứ, mẹ mà xem hạng chót của Tiễn Tiễn thì mặt này vuốt không kịp. Tư Việt về nhà, mẹ anh nói năm nay nhà cũng chỉ có hai mẹ con đón năm mới. Cảm giác nó trống vắng vô cùng. Tư Việt an ủi mẹ vài câu để cho mẹ anh hết buồn. Mẹ Tư Việt hỏi anh đi đâu về mà muộn vậy? Bà hỏi anh có phải mến cơ bản Tiễn Tiễn rồi không? Tư Việt lảng tránh câu hỏi của mẹ rồi đi về phòng. Tiễn Tiễn cũng đi đến nhà học trưởng. Cô chia sẻ với tiền bối của mình về bài kiểm tra. Vốn dĩ bản thân Tiễn Tiễn không thể theo nổi. Tiến Thông theo kinh nghiệm của người đi trước thì học ngoài chăm chỉ ra cũng cần phải có đầu óc sáng suốt tí. Tiễn Tiễn đừng cố quá rồi lại hại sức khỏe. Tiễn Tiễn đi vào nhà nhìn thấy máy bàn. Cô định nhấc máy lên gọi cho Tư Việt, còn chưa kịp bấm số thì anh đã gọi cho cô rồi, hai người nói chuyện với nhau tình tứ. Tuy chỉ nghe được vài câu nhưng cũng đủ làm cả hai người vui cả tối rồi. Ngày hôm sau đến lớp Tiễn Tiễn ngơ ngác đi vào, nhìn lên sơ đồ lớp chỗ ngồi vẫn vậy không thay đổi. Cô đi về chỗ thì biết được là do Tư Việt cố ý làm bài điểm kém để ngồi cùng với cô. Tiễn Tiễn vui thầm trong lòng, chưa đến hai người cùng đi ăn. Tiễn Tiễn nói hôm nay là sinh nhật của cô, Tư Việt hơi bất ngờ, rồi anh cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ. Sau đó hai người cùng đi đến của một vị giáo sư. Tiễn Tiễn bước lên trên một cái bục rồi Tư Việt ấn nút, sau đó trên trần nhà hiện ra bản đồ tinh vân ngày sinh của cô ra đời, trên đó lấp lánh như vũ trụ thu nhỏ chỉ dành riêng cho cô. Tư Việt nghĩ tuy nó đẹp như đều là đóa phù dung sớm nở tối tàn trong vũ trụ mà thôi. Sáng hôm sau đến lớp, Tư Việt có trận thi đấu bóng rổ với đội lớp bên. Nhưng hôm nay anh cũng có lịch trực nhật, Tiễn Tiễn không ngần ngại thay anh trực nhật để anh có thể đi thi đấu. Cô và bạn thân đang làm sắp xong thì cô bạn lớp bên khả khả vào đưa một bức thư. Nhờ Tiễn Tiễn gửi đến cho Tư Việt, cô bạn xa địch thấy vậy liền xé bức thư đi, Tiễn Tiễn thấy vậy thì liền không đồng ý. Dù sao cũng là thư của người khác, hành động xé thư là trái đạo đức đó, xa địch nghe xong tức giận bỏ về trước, trên đường đi về nhà. Tiễn Tiễn không biết nói sao với Tư Việt, nên thành ra chuyện cần nói thì không nói, chuyện không cần nói thì lại nói. Tối về đến nhà, Tiễn Tiễn thấy những người xuất hiện quanh Tư Việt đều xuất sắc hơn cô lấy bức thư của Khả Khả ra chép lại để đưa cho Tư Việt. Tại trường học hai cô bạn thân vẫn còn giận nhau, Tư Việt thấy bức thư dưới gầm bàn nét chữ giống Tiễn Tiễn, anh thấy khó hiểu thật. Cô bạn xa địch vẫn còn giận Tiễn Tiễn, giờ cơm cũng không ăn cùng cô, giờ thể dục cũng không tập luyện cùng cô, con gái giận dỗi lâu thật chứ. Vào tiết học của thầy đeo kính, ông thầy nhắc lớp phó thể dục Tử Kỳ làm cho lớp một danh sách người dự thi môn thể dục. Sau đó nộp lên cho thầy giáo, Tử Kỳ hỏi xa địch có muốn tham gia không, đầu cô còn đang bốc khói thì đăng ký cái gì. Tan học một mình Tiễn Tiễn đi về. Nhìn Tư Việt đi trước mà cô có chút buồn buồn. Cô bạn Khả Khả chạy đến đưa cho Tiễn Tiễn một hộp ông sao nhờ cô đưa giúp mình cho Tư Việt. Khả Khả không thể nào từ chối được đành cầm hộp sao đi về. Tối đến Tư Việt mở bức thư mà Tiễn Tiễn copy paste lại đọc thì anh thấy thật buồn cười nhảm nhí quá đi. Sáng hôm sau Tư Việt đến lớp thấy ngăn bàn mình lại có một hộp ông sao. Anh đặt một túi quà lên bàn Tiễn Tiễn. Anh cứ nghĩ rằng cô thích anh nên viết thư tỏ tình anh. Đây là món quà mà Tư Việt đáp trả lại tình cảm cho cô. Khi nghe được Sa Địch nói bức thư và hộp ông sao đó là của Khả Khả lớp bên cạnh viết thì Tư Việt kéo Tiễn Tiễn lên sân thượng nói chuyện.
Anh mắng cô là chuyển phát nhanh à mà đi làm chuyện này. Tư Việt liền đặt hộp sao trả về chỗ của Tiễn Tiễn, nhận được hộp sao và mấy lời trách mắng. Tiễn Tiễn tủi thân nước mắt rơi, ngày thi đấu cũng đã đến, cô bạn Khả Khả ra ngồi cùng Tiễn Tiễn. Tiễn Tiễn xin lỗi Khả Khả vì cô đã làm rách thư của Khả Khả và viết lại một bức khác, nhưng cô bạn đó cũng không mắng hay trách Tiễn Tiễn nửa lời. Khả Khả còn muốn chơi cùng Tiễn Tiễn nữa. Sáng hôm sau đến tiết của thầy đeo kính, ông thầy chúc học sinh thi cuối kỳ thuận lợi đạt điểm cao, vậy là một năm học kết thúc. Tiễn Tiễn và các bạn bắt đầu bước vào kỳ thi thố đầy áp lực mệt mỏi. Tiễn Tiễn vãn đang tự mình tách ra khỏi hội bạn. Cô nhìn thấy một đám trẻ con bắt nạt em trai mình, con đi lại giải vây cho cậu em trai, lôi thằng bé về nhà. Cô thoa dầu cho em trai rồi mắng cậu bé. Ở nhà thì ngang bướng, ra ngoài thì lại hèn thế. Cậu em cũng bật lại, ở nhà Tiễn Tiễn như bà chằn, ra ngoài thì lại ngoan hiền thế à. Hết nói nổi, cô đi vào phòng mở hộp quà định tặng Tư Việt ra. Hôm nay là sinh nhật anh ấy, bức tranh vẽ giải ngân hà thật đẹp. Nghĩ gì đó, Tiễn Tiễn chạy vội đi tìm Tư Việt. Bên này anh cũng đang cầu nguyện trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Lúc Tiễn Tiễn đi đến nơi thì mọi người đã tàn tiệc về hết rồi. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp được Tư Việt nữa thì anh đi vào, hóa ra đám người Tử Kỳ và Sa Địch đi hát hết rồi. Tiễn Tiễn xin lỗi Tư Việt vì cô đến muộn, không sao, dù sao Tư Việt vẫn phần Tiễn Tiễn một góc bánh nhỏ, hai người cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật. Tiễn Tiễn cũng tặng món quà, Tư Việt cũng đưa cho cô một chiếc điện thoại di động. Anh muốn khi nào mà không tìm thấy cô thì sẽ bấm số gọi cho cô, nhờ có buổi sinh nhật nên hai anh chị là làm lành với nhau, không ai còn hờn dỗi ai nữa. Vào lớp học, thầy giáo chủ nhiệm la mắng học sinh đến tỉnh cả ngủ, mấy bạn ngồi bàn đầu chắc mặt phải dỗ hết vì hứng nhiều nước bọt quá. Giờ ra chơi Tiễn Tiễn không may làm hỏng cuốn sổ của cô bạn Sa Địch, ui cha, đã đang dỗi nhau thì chớ lại gây ra thêm tội. Đúng lúc Sa Địch đi vào nhìn thấy, cô chạy đến nhà vệ sinh khóc lớn. Tiễn Tiễn đi đến xin lỗi cô bạn, cô không cố ý làm rách, nói Sa Địch mắng Tiễn Tiễn sẽ đền kiểu gì, lại mua quyển mới chép lại giống như bức thư của Khả Khả. Nói xong Sa Địch chạy vào phòng khóc một mình. Tiễn Tiễn năn nỉ cô ra xin lỗi chân thành. Cuối cùng hai cô bạn cũng làm lành với nhau, khi trong lòng hết khúc mắc. Khuôn mặt của Tiễn Tiễn vui vẻ hẳn, giờ ăn chưa đến, cô bạn Khả Khả ngồi ăn cùng bốn người bạn, cô cũng nói luôn bức thư đó là mình viết. Nhưng cô không phải người bám chặt không buông, nếu như Tư Việt không thích thì có thể làm bạn, Tư Việt ok các kiểu, cậu bạn Tử Kỳ cũng kéo Tư Việt ra chỗ khác ngồi ăn. Cô bạn Sa Địch cũng không thích cô bạn Khả Khả này nên cũng rời đi, Tiễn Tiễn thấy vậy muốn nói chuyện riêng với Khả Khả, đến sân bóng rổ Khả Khả vui vẻ hiểu được Tiễn Tiễn muốn nói gì. Sau khi ăn cơm cùng Tư Việt thì Khả Khả cũng không thích người lạnh lùng như Tư Việt nữa rồi. Vậy nên Tiễn Tiễn không cần phải khó xử gì hết cả. Nói rồi cô quay người bước đi. Chuyển cảnh tại lớp học, Tiễn Tiễn nhìn lên bảng mắt đã mờ mờ hơn. Về đến nhà, cô muốn mẹ mua cho mình cặp kính khác. Gia đình Tiễn Tiễn cũng không khá giả gì mấy nên mẹ cô muốn cô lên bàn đầu mà ngồi. Nếu như ít đeo kính thì sẽ không bị tăng độ. Nghe thấy mình sắp bị đổi chỗ, Tiễn Tiễn nói cô sẽ cố gắng nhìn thấy. Chứ đừng đổi chỗ của cô. Mẹ Tiễn Tiễn không chỉ muốn đổi chỗ cho con gái mà bà còn muốn đổi lớp cho cô. Tiễn Tiễn không đồng ý, cô bảo đó là sự lựa chọn của cô, hãy để cho cô tự quyết định. Nói rồi Tiễn Tiễn đứng dậy bỏ về phòng, bố cô đi vào mang cho con gái chiếc điện thoại mới. Tiễn Tiễn cũng đưa ra chiếc điện thoại Tư Việt cho cô mượn. Ông thấy vậy bảo con gái nên trả cho anh điện thoại đó, còn sử dụng điện thoại mà ông mua. Sau đó hãy nghe lời mẹ mà chọn lớp cùng ban học để thi vào đại học. Tuy bố Tiễn Tiễn rất chiều cô, ông cũng thấu tính đạt lý. Nhưng điều mẹ Tiễn Tiễn làm cũng chỉ vì muốn tốt cho tương lai của cô chứ chẳng có bố mẹ nào muốn hại con cả. Vậy nên ông muốn Tiễn Tiễn suy nghĩ kỹ một chút để sau này không phải hối hận. Cô giáo và thầy cũng khen Tiễn Tiễn làm bài môn văn rất khá. Nếu chọn ban xã hội thì Tiễn Tiễn phát triển hơn đó. Tiễn Tiễn một mực từ chối muốn chọn khối tự nhiên. Về lớp, Tiễn Tiễn hỏi ý kiến của Tư Việt, anh chỉ đưa ra gợi ý cho cô. Chỉ cần môn nào Tiễn Tiễn giỏi và thích thì chỉ cần cố gắng là sẽ được thôi. Không nghe thì thôi chứ nghe xong Tiễn Tiễn lú luôn. Tiết thể dục đến, Tiễn Tiễn không may bị qua cầu lông đập vào, Tư Việt đưa cô lên phòng y tế để kiểm tra. Cô cầm túi chườm xoa xoa vào mặt để cho mắt đỡ đau, cô nhờ Tư Việt chép bài cho cô. Đã tăng cận rồi giờ còn chột một bên mắt thì nữa thì học hành thế nào đây? Tiễn Tiễn nói lời cảm ơn Tư Việt vì anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn quyết định phân ban tự nhiên để mấy chinh phục mấy môn lý hóa, rồi Tiễn Tiễn nói cho dù Tư Việt có làm gì thì cô mãi ủng hộ cậu. Tan học Sa Địch về nhà, Tiễn Tiễn giúp cô chọn quần áo. Sa Địch còn trổ tài ra tay cắt tóc giúp cho Tiễn Tiễn, cô chọn đại một kiểu tóc để cô bạn cắt tóc cho mình. Không biết mình có đang giao chứng cho ác không nữa, làm xong thì đúng y chang như tôi nghĩ các ông ạ. À, nhìn quả mái của Tiễn Tiễn mà muốn tuyệt giao với Sa Địch, hôm nay có buổi đi chơi với Tư Việt mà mang quả mái này đi thì Tiễn Tiễn cứ phải đội mũ suốt. Khi vào quán bia thì Tư Việt tháo mũ của Tiễn Tiễn ra khen cô có quả mái dễ thương đó chứ. Nghe được lời khen này Tiễn Tiễn tự tin hẳn. Cô đi vào trổ tài chơi bia khiến cho cậu bạn Tử Kỳ cũng phải vỗ tay khen ngợi. Vui vẻ chơi ở đây mà không biết ở nhà Tiễn Tiễn đang có quả bom đeo kính vừa vào.
Mẹ Tiễn Tiễn lo lắng không biết con gái thủy mị nết na của mình lại bày trò gì mà để thầy giáo đến tận đây. Ông thầy đến chỉ muốn bàn với bà về chọn ban của Tiễn Tiễn. Sau khi nghe thấy thầy Lưu hơi coi thường con gái mình thì bà nổi giận. Chọn ban tự nhiên thì sao, dù sao cấp 2 con bà cũng đứng thứ 2 của lớp đó. Quan trọng là Tiễn Tiễn chịu áp lực rất rơi, có tính sĩ diện vào tự nhiên lại đồng ý cho Tiễn Tiễn chọn ban tự nhiên. Tôi đến Tiễn Tiễn tạm biệt Tư Việt về nhà, lên đến nhà mẹ cô mặt đằng đằng sát khí, đầu tóe lửa hỏi cô ai cho cắt tóc như con ngố thế kia. Bà tức giận nói mình đã vất vả nuôi nấng Tiễn Tiễn nên người vậy mà đến khi bà mong muốn cô chọn ban học xã hội thì cô không nghe. Bà yêu cầu Tiễn Tiễn đổi ngay sang ban xã hội học cho bà, nói rồi bà đứng dậy về phòng. Bố Tiễn Tiễn gọi cô ngồi lại, ông nói hôm nay giáo viên đến nhà đưa cho mẹ cô tờ đăng ký của cô. Như thế bà không tức giận mới lạ, ông hỏi Tiễn Tiễn tại sao lại giấu bố mẹ đăng ký chọn ban. Tiễn Tiễn nói trong nước mắt cô không nên giấu bố mẹ, bây giờ Tiễn Tiễn ở lớp rất vui, cô không muốn rời xa các bạn của mình. Ông bố ra điều kiện cho Tiễn Tiễn trong thời gian sắp tới nếu như bài kiểm tra cuối kỳ của cô kém, thì cô sẽ phải chuyển lớp. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn kẹp chiếc mái ngốc nghếch của mình lên đến trường, tiết của thầy Lưu đeo kính vẫn cứ áp lực như thế, Tiễn Tiễn luyến tiếc khi phải rời xa các bạn thân yêu của mình. Mặt cô buồn bã thì Tư Việt viết thư cho cô an ủi động viên, giờ ra chơi bố của Tiễn Tiễn đến trường, bố cô nói mẹ đã đồng ý cho cô ở lại lớp. Nhưng cô phải được 270 điểm, nghe thấy con số Tiễn Tiễn biết có thắp hương đi chùa khấn các cụ thì các cụ cũng không thể phù hộ cho cô được từng ấy điểm. Về chỗ ngồi Tiễn Tiễn hỏi Tư Việt xem có cách nào giúp cô đạt được 270 điểm không. Tư Việt suy nghĩ chỉ có nằm mơ thôi chứ trình độ của Tiễn Tiễn 250 điểm còn khó nói gì 270. Về đến nhà trong bữa ăn Tiễn Tiễn thấy mẹ nấu nhiều món ngon, cô gắp cho mẹ một miếng thì mẹ lại gắp cho em trai cô, như thể hắt hủi tấm chân tình của Tiễn Tiễn vậy. Ăn cơm xong bà vào nói với Tiễn Tiễn sang tuần bà sẽ đưa Tiễn Tiễn đi cắt lại kính, sáng hôm sau đến lớp bài kiểm tra của Tiễn Tiễn được có 63 điểm. Vậy mơ ước được điểm cao làm sao được nữa, Tư Việt thấy vậy chỉ cho cô mấy lỗi sai cơ bản, tất cả chỉ cần áp dụng công thức là ra. Ra gì thì Tiễn Tiễn ra khỏi chỗ luôn, cô gặp được học trưởng của mình, hai người đi đến nơi thanh tĩnh. Tiễn Tiễn được học trưởng chụp ảnh chung thì rất vui, không ngờ bây giờ anh ấy đã là sinh viên đại học rồi. Tiễn Tiễn tạm biệt học trưởng rồi đi về, anh gọi cô lại rồi chụp cô một bức ảnh. Anh in ra và tặng cho cô, Tiễn Tiễn đi vào lớp với tâm trạng vui vẻ hẳn. Sa Địch nhìn tấm ảnh của Tiễn chụp rất xinh xắn thì khen anh bạn kia chụp đẹp. Còn Tư Việt thì vẫn nhai lại bài kiểm tra được 63 điểm của Tiễn Tiễn, anh còn đưa hai mã đề nữa để cô về làm. Sáng mai anh sẽ kiểm tra, Tiễn Tiễn bảo anh lo thi toán trước đi, Tư Việt giận hờn. Ok ok thế thì Tư Việt mặc xác Tiễn Tiễn có thi được hay không, anh đi về trước, hôm nay Tiễn Tiễn đi học không có Tư Việt. Anh đã đi thi Olympic rồi, cô nhìn vào bàn ghế trống đó thì mới biết những ngày tháng không có anh bạn cùng bàn thật là không quen và có lẽ đây cũng là ảo tưởng của Tiễn Tiễn. Khoảng thời gian này Tiễn Tiễn nhận ra mình cũng phải chiến đấu vì mục tiêu của mình, chuyển cảnh Sa Địch đang theo dõi rình rập ai đó thì Khả Khả đến gần làm cho cô hết cả hồn. Hóa ra Tử Kỳ tan học không đợi Sa Địch mà về cùng bạn nữ khác, khiến cô ghen nổ mắt. Khả Khả nói cô có cách để làm cho Tử Kỳ thích cô, nhưng giờ cô đói rồi, Sa Địch hiểu ý lôi cô đến căng tin ngay. Tại đây hai người cũng gặp Tiễn Tiễn, cô nhìn theo hướng của Sa Địch thì thấy Tử Kỳ cũng đang đi ăn với bạn gái khác. Một lúc sau Tử Lì cũng đến gần còn uống nước của Sa Địch, anh rủ cô về nhà cùng nhưng cô không thèm, thế nên anh về trước. Sáng hôm sau Sa Địch mời rơi mời vãi cả lớp đến dự sinh nhật mình, cô còn hét to chỉ có mình Tiễn Tiễn và Khả Khả lớp bên thôi. Nên mọi người tới chung vui với Sa Địch nhé. Còn chưa dứt lời thì thầy Lưu vào, vui vẻ quá ha lại còn chuẩn bị lễ đại thọ đấy ư. Thầy nhắc nhở mọi người sau kỳ lễ quốc khánh sẽ đến kỳ thi tháng, định ăn chơi nhảy múa không thi nữa sao. Thầy đuổi Sa Địch về chỗ rồi quay người đi, chiều đến tại nhà Tiễn Tiễn, Sa Địch mang cho cô một bộ quần áo đẹp nói rằng Sa Địch mặc thì cũng không ai ngắm nên cho Tiễn Tiễn. Khả Khả muốn giúp Tiễn Tiễn chỉ lại mái tóc bát úp kia, tại trung tâm thương mại. Hôm nay là sinh nhật của Sa Địch, ba cô gái đến đây ngồi nhưng Tiễn Tiễn và Khả Khả mãi học hành, không ai quan tâm đến Sa Địch cả. Đúng lúc Tử Kỳ đi đến tặng cô món quà, Sa Địch vui mừng như vớ được vào. Ôm gói quà mà lòng ấm áp vô cùng, Sa Địch, Tử Kỳ và Khả Khả rủ nhau đi ăn còn Tiễn Tiễn không đi vì sợ làm mọi người mất hứng. Trong trung tâm thương mại cô bị một tên ăn mất ví tiền. Tiễn Tiễn đuổi theo hắn thì ra thằng cha đó dụ cô đến hang ổ của chúng nó. Tiễn Tiễn sợ hãi trốn vào nhà người dân xung quanh đó nắm chặt tay sợ hãi. Tư Việt bên này cũng đến bị bọn chúng đánh cho một trận. Một lúc sau Tử Kỳ và cậu bạn của Tư Việt đến đuổi bọn lưu manh đó đi. Tư Việt kéo Tiễn Tiễn ra một nơi để trấn tinh thần đang sợ hãi của cô. Tư Việt đưa Tiễn Tiễn về nhà cô nói anh hãy cố lên, cả cô cũng phải cố lên. Tư Việt nhận được tin nhắn thì chạy một mạch về ký túc xá trường. Tiễn Tiễn về phòng gọi điện cho Tư Việt thì anh nói mình đang ở ký túc xá rồi, đừng lo cho anh nữa.
Tiễn Tiễn định nói thêm câu gì đó thì mẹ của cô và cô tắt vội điện thoại đi. Bà mang một đĩa trái cây cho Tiễn Tiễn. Không qua nổi ánh mắt của mẹ, bà tịch thu điện thoại của cô. Đúng là không cái đen nào giống cái đen nào. Hôm nay là ngày đen đủi nhất của Tiễn Tiễn, còn Sa Địch đang vui vẻ được Tử Kỳ tổ chức sinh nhật cho. Tự nhiên có hai cậu bạn không mời mà đến, Tử Kỳ mạnh mẽ ra đuổi giúp Sa Địch. Trong mắt của cô bây giờ chỉ toàn ngưỡng mộ anh bạn cùng bàn này thôi. Kỳ thi toán Olympic của Tư Việt cũng đã đến, bên này Tiễn Tiễn cũng làm bài thi tháng. Thầy Lưu đón Tư Việt tại cổng trường, không nói nhiều anh chỉ nói đáp án bài thì thầy cũng mỉm cười. Vậy là ổn ổn rồi, thầy Lưu hỏi Tư Việt tối qua đi đâu thì anh chạy luôn, chứ chẳng báo cáo với thầy nữa. Tại trường học Tư Việt tham gia kỳ thi Olympic xong cũng trở về lại lớp, cô bạn lớp trưởng vào thông báo đã có kết quả kỳ thi tháng rồi. Sau kỳ thi lần này thầy Lưu sẽ nói chuyện với từng người một, gì chứ nói chuyện với ông thầy khác gì tra tấn tinh thần đâu. Tiễn Tiễn nhìn thấy bài kiểm tra thì cô mỉm cười, cuối cùng cô cũng đạt 270 điểm, chẳng có gì khó khăn cả. Tiễn Tiễn vui vẻ về khoe với mẹ cô đạt được điểm mà mẹ yêu cầu rồi, vậy bà trả cho Tiễn Tiễn điện thoại thôi, vì cô thi đạt điểm cao nên bà cũng đồng ý trả cho cô chiếc điện thoại. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn được thầy Lưu gọi lên văn phòng, ngoài nhắc nhở chuyện học hành của cô thì ông thầy cũng nói ý rằng Tiễn Tiễn đang làm ảnh hưởng đến Tư Việt. Nếu cứ tiếp tục dính lấy nhau thì thầy Lưu sẽ đổi chỗ cho cô. Tiễn Tiễn thấy vậy nói nếu điểm thi tháng sau của cô không tăng hạng thì không cần thầy nhắc cô sẽ tự đổi chỗ. Tiễn Tiễn về nói với Sa Địch cô bạn tức giận không biết tên nào hóng hớt với thầy Lưu để ông chia rẽ tình cảm bạn bè thắm đượm bốn người. Tiễn Tiễn về lớp thì rất chăm chỉ học hành. Cô học ngày học đêm, học cả giờ ra chơi luôn. Tư Việt cũng thấy bất ngờ khi cô bạn chăm chỉ học hành như thế. Cuộc thi bóng rổ của Tư Việt sắp đến, các bạn nữ trong lớp nhờ Tiễn Tiễn vẽ cho họ một tấm affix để họ cổ vũ cho Tư Việt và Tử Kỳ. Sa Địch thấy trình độ vẽ của cô cũng được nên nhờ cô vẽ một tấm affix cổ vũ Tử Kỳ. Vẽ xong cả ba cô gái ra sân bóng rổ giơ tấm affix lên để cổ vũ cho người trong lòng mình. Tư Việt nhìn thấy khuôn mặt khả ái của Tiễn Tiễn thì có động lực thi đấu hẳn, anh bước ra sân liên tục ghi điểm. Thầy Lưu đến cổ vũ còn phải hét to hơn cái loa để Tư Việt ghi bàn liên tục. Đội bạn chơi xấu đẩy ngã Tư Việt, anh đứng dậy dùng một tay ném bóng vào rổ. Còn một quả quyết định Tư Việt đứng từ xa ném vào, cuối cùng cũng giành được chiến thắng trong cuộc thi. Anh quay lại nhìn Tiễn Tiễn rồi mỉm cười với cô. Sáng hôm sau Tư Việt không đến lớp, thầy Lưu vào nói anh được giải nhất cuộc thi toán Olympic toàn quốc mang vinh danh về cho trường. Đã vậy còn giành được điểm cao cuộc thi bóng rổ, cả lớp đều ngưỡng mộ Tư Việt. Tối đến Tiễn Tiễn chơi ngu ném đá vào cửa sổ phòng Tư Việt nứt toác. Hóa ra Tư Việt bị cảm cúm không đi học được, Tiễn Tiễn trổ tài nấu cháo cho anh. Tiễn Tiễn hỏi Tư Việt có phải tối hôm đó anh chạy ra ngoài cứu cô nên bị thầy Lưu phạt, Tư Việt không nói gì. Tiễn Tiễn cảm thấy có lỗi nếu như không phải vì cô thì Tư Việt đã không bị phạt. Tư Việt an ủi Tiễn Tiễn mấy câu và nói không phải lỗi của cậu đâu. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn nấu cho Tư Việt một nồi cháo thì cậu em đến ăn vụng rồi chê ỏng chê eo. Mẹ Tiễn Tiễn vào trong phòng thấy nhật ký của cô thì bà nổi giận. Mới tí tuổi đầu đã yêu với đương, bố mẹ thì còng lưng ra nuôi ăn nuôi học yêu với trả đương. Tiễn Tiễn ném quyển nhật ký ra khỏi cửa sổ. Cô quay lại hỏi mẹ mình đã hài lòng chưa, xong rồi cô chạy xuống dưới nhà tìm, đúng lúc Tư Việt đi ngang qua muốn giúp cô. Nhưng có khi nào mấy chú gom phế liệu mang đi rồi không? Tiễn Tiễn lau nước mắt đi và nói không đạo đâu. Dù sao cũng không quan trọng, Tư Việt rủ Tiễn Tiễn lên nhà và nấu mì tôm cho cô ăn. Tiễn Tiễn buồn rầu nói mẹ xem nhật ký của cô. Cũng chưa bao giờ tin tưởng và hiểu cô, lần này cãi nhau tình cảm mẹ con bị rạn nứt rồi. Tư Việt chỉ khen mẹ Tiễn Tiễn đối xử với cô tốt thật. Nói rồi anh đi vào nhà lấy cho cô xem con mô hình robot mà anh tự làm. Nó nhảy một bài khiến cho Tiễn Tiễn vui vẻ hẳn. Tư Việt bảo Tiễn Tiễn ăn nhanh lên còn đi về nhà. Cho dù không muốn về cũng phải về. Tư Việt đưa Tiễn Tiễn về nhà thì mẹ cô đã đứng đợi dưới nhà rồi. Bà hỏi Tư Việt rằng Tiễn Tiễn có yêu hay gần gũi với thằng nào ở trường không, để bà đến bà vặt lông thằng ấy một trận. Tư Việt nghe hãi quá liền nói không biết liền. Giờ mà nhận có mà lông của anh trụi hết. Tối đến Tiễn Tiễn ngồi trong phòng. Giờ mất nhật ký thì cũng mất cái lưu lại khoảng thời gian đẹp đẽ của hai người rồi. Kỳ thi tháng tới cũng đã đến, cô vẫn chỉ lẹt đẹt ở hạng 27. Không ngoi lên được, thầy Lưu gọi Tiễn Tiễn đến và yêu cầu đổi chỗ như đã hứa. Tiễn Tiễn lên ngồi cùng Sa Địch mà mặt Tư Việt buồn rầu, đến giờ ăn cơm trưa. Mọi người nghĩ cách để Tiễn Tiễn có một lý do đổi chỗ chính đáng với Tư Việt. Còn chưa kịp nghĩ cách xong thì Tư Việt đã lại gần chỗ người họ. Tử Kỳ lôi Tư Việt đi vào ngồi cùng ba cô gái, không khí tự dưng căng thẳng, Khả Khả thấy vậy chuồn trước. Tử Kỳ hỏi hai người Tiễn Tiễn Tư Việt bị sao vậy? Đương nhiên là không sao rồi. Trên đường đi về Tiễn Tiễn đi nhanh không dám đi cùng Tư Việt. Anh chạy lên đuổi theo cô hỏi lý do vì sao đổi chỗ. Tiễn Tiễn không dám hé mồm nói ra nửa lời. Tư Việt thấy thế cũng không ép. Anh bảo cô đi về thôi. Tối đến Tư Việt nhắn tin cho mấy người bạn mình nhờ support hộ cho. Sáng hôm sau tại sân bóng rổ Tiễn Tiễn than phiền cả ngày hôm nay Tư Việt không nói gì với cô rồi. Để ớ vậy cô bạn lớp trưởng còn đến bên cạnh ưỡn ẹo nói chuyện trước mặt anh nữa chứ. Trên đường đi học về Tiễn Tiễn tức giận đá vỏ chai thì thấy Tư Việt đang đứng đợi mình,
Anh hỏi cô sao phải trút giận lên cái vỏ chai. Tiễn Tiễn không nói gì chỉ thở dài rồi đi về. Về đến nhà, bố Tiễn Tiễn rủ cô sang nhà Tư Việt ăn cơm. Nay bố mẹ Tư Việt đi công tác về, Tiễn Tiễn đương nhiên là không muốn đi rồi. Mẹ của Tiễn Tiễn đi đến nhà Tư Việt, bà than thở có cô con gái học hơi cà rốt nên cũng phiền lòng, đã vậy còn ngang bướng không nghe lời bố mẹ. Tư Việt thấy vậy cũng nói đỡ cho cô bạn vài câu để cho mẹ Tiễn Tiễn yên lòng về cô con gái của bà. Sáng hôm sau, Tiễn Tiễn quyết tâm chăm chỉ học hành, không được nhắc đến Tư Việt nữa. Lời vừa cất lên thì Tư Việt xuất hiện, đã không muốn nhắc rồi mà cứ xuất hiện là sao. Sa Địch thấy vậy liền hỏi mọi người có dự định gì cuối tuần này không. Tiễn Tiễn nói đương nhiên là ở nhà học rồi, còn Tư Việt cũng không có dự định gì cả. Sa Địch lôi Tử Kỳ ra chỗ khác, cô lên kế hoạch cuối tuần này rủ mọi người đi chơi. Mặt khác cô cũng muốn giúp Tiễn Tiễn và Tư Việt làm lành với nhau. Tại nhà Tiễn Tiễn, mẹ Tiễn Tiễn đưa cho bố Tiễn Tiễn hai vé xem phim bảo ông đưa cho con gái. Ông không đồng ý, bà tự mua cho Tiễn Tiễn thì mang đến cho cô. Sao lại phải thông qua ông làm gì? Mẹ Tiễn Tiễn đi vào đưa cho cô một túi sách bên trong có bộ đồ. Tiễn Tiễn vui vẻ đồng ý. Cô xem giá thì toàn đồ đắt tiền. Mẹ cô hôm nay chi tất tay quá. Tiễn Tiễn cảm ơn mẹ rồi cầm lấy vé xem phim đi đến chỗ hẹn với Sa Địch. Tiễn Tiễn đứng đợi mãi thì cô bạn Sa Địch không đến. Hóa ra Sa Địch và Tử Kỳ lén lút đứng đằng xa để cho Tư Việt và Tiễn Tiễn gặp nhau đã. Hai người gặp được nhau thì đi vào buổi hòa nhạc. Sa Địch cũng lôi vé của mình và Tử Kỳ đi vào. Ở đây đông quá nên chen chúc nhau. Tiễn Tiễn bị va trẹo chân. Tư Việt dìu cô sang một chỗ ngồi. Bên này Sa Địch và Tử Kỳ cũng bị theo dõi bởi Khả Khả và Tưởng Trầm. Anh ta bắt cóc Tử Kỳ và trói anh lại. Cũng đúng lúc Tư Việt đi đến, Tưởng Trầm nói rằng đây là tên ác long cần phải đấm. Tư Việt đấm đá nhiệt tình. Đến khi Sa Địch đi đến mới nhận ra đó là Tử Kỳ. Ôi, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Tưởng Trầm chạm vào người Tử Kỳ xin lỗi anh thì anh không cần. Đau quá những cú đấm đá và tát nhiệt tình thì ai chịu cho anh. Tiễn Tiễn và Tư Việt đi tìm em trai cô, thằng bé bị hội bạn tống tiền. Cô muốn ngày mai đến trường xử lý giúp em cô, nhưng cậu bé sợ bà chị mái già của mình không thể giúp được nên cũng không bảo, thôi bỏ đi. Tư Việt lấy ra một hộp quà tặng cho Tiễn Tiễn. Đó chính là dụng cụ vẽ, anh đã nhờ Tưởng Trầm đặt giúp tận bên nước ngoài mới có đó. Tiễn Tiễn cảm động nói lời cảm ơn Tư Việt rồi hai người cùng bước đi về nhà. Sáng hôm sau tại lớp học, thầy Lưu thông báo trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Sa Địch nhanh chóng lên đăng ký cho cô. Tiễn Tiễn vẫn muốn về hỏi mẹ mình xem có để cho cô đi thi vẽ không. Bà không đồng ý cho cô thi, vì giờ đã là kỳ 2 lớp 11 rồi. Tiễn Tiễn phải đặt việc học lên hàng đầu. Bà làm như thế cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Đến lớp, Tiễn Tiễn buồn rầu vì mẹ cô không cho đi thi vẽ. Tư Việt giật lấy tờ đăng ký lên nộp cho nhà trường. Chuyển cảnh tại nhà Tiễn Tiễn, bố mẹ cô ăn mặc rất đẹp để chuẩn bị đi xem buổi hòa tấu và ăn đồ Tây. Nghe rất chi là sang chảnh. Cậu em trai biết ý đồ của Tiễn Tiễn liền cản trở cô không cho cô đi tham gia cuộc thi vẽ tranh. Tư Việt đứng ở dưới nhà gọi Tiễn Tiễn xuống và cử hai đệ tử ruột của mình đến canh ông nhõi kia. Chú mày làm anh hơi bị mệt đấy nhé. Sa Địch và Tử Kỳ đến theo như yêu cầu trông trẻ. Tiễn Tiễn xuống dưới nhà lên xe máy để Tư Việt chở đi thi vẽ luôn. Đến trung tâm thi vẽ, Tư Việt nói Tiễn Tiễn hãy cố lên. Cô đến phòng thi vẽ mở bộ bút màu mà Tư Việt tặng ra để hoàn thành bài thi. Làm xong, Tư Việt chở Tiễn Tiễn về. Cô nhìn nhà cửa của mình thì phát sợ lên được. Bố mẹ cô sắp về rồi, làm sao bây giờ, dọn dẹp nhanh còn kịp, dọn xong cũng vừa đúng lúc bố mẹ Tiễn Tiễn về. Tiễn Tiễn nói bạn cô lên đây học nhóm và dạy Tiễn Thông làm bài tập, mẹ cô nghe xong đều vui vẻ muốn mời bạn cô ở lại ăn cơm. Nhưng ba người đều chạy mất dẹp không ai dám ở lại. Sáng hôm sau đến trường, Sa Địch giở quyển xem bói ra cho cô. Vận hạn ngày hôm nay của Tiễn Tiễn phải trải đủ qua 82 kiếp nạn, đúng lúc thầy Lưu gọi Tiễn Tiễn lên nhận giải cuộc thi vẽ tranh. Cô mang giải về khoe với các bạn mà lòng vui sướng. Tan học, Tiễn Tiễn cùng Tư Việt đi về, anh kể cho cô nghe về Tưởng Trầm. Anh bạn đó có mối quan hệ với bố không mấy tốt đẹp và tính cách của Tưởng Trầm dễ nổi nóng, chỉ cần không vừa ý là sẽ đối đầu với bố đến cùng. Tiễn Tiễn thấy mỗi người đều có ước mơ các kiểu, ai cũng mong mơ ước của mình thành sự thật. Sáng hôm sau tại trường học, Tiễn Tiễn buồn ngủ díp mắt. Cô cũng đang đau bụng đến tháng nữa, Tư Việt đi đến lấy cho Tiễn Tiễn một túi trường rồi bảo cô trường vào. Anh bạn cũng vui vẻ lấy nước ấm cho cô và khoác áo lên sợ cô lạnh. Hai người trốn tiết thể dục rồi vào đây ngồi tâm sự, mơ ước của Tư Việt là đỗ vào Thanh Hoa. Còn mơ ước của Tiễn Tiễn chỉ cần đỗ vào một trường đại học nào đó bình thường là được, Tư Việt sẽ giúp Tiễn Tiễn thi đậu vào trường mà cô muốn. Tiễn Tiễn cảm động khi nghe Tư Việt nói. Cô nằm xuống ngắm nhìn anh học bài, thời gian sau đó Tư Việt và Tiễn Tiễn học mọi lúc mọi nơi, cô cũng rất chăm chỉ làm bài tập và Tư Việt ra sức giảng bài cho cô hiểu. Mấy tuần sau nhận được bài kiểm tra thì hạng của Tiễn Tiễn cũng khá lên rất nhiều, cô vui vẻ về nhà khoe mẹ thì học trưởng cũng ở đây. Nhân cơ hội Tiễn Tiễn xin phép mẹ cho đi cắm trại với bạn cuối tuần này luôn. Học trưởng thấy vậy cũng nói đỡ cho Tiễn Tiễn mấy câu để cô được đi chơi với bạn. Ngày cắm trại cũng đến. Mọi người cùng nhau nướng thịt dã ngoại. Chỉ có hai người không vui vì có ai đó làm lu mờ họ. Ngoài đi chơi vui vẻ thì Tư Việt cũng không quên nhắc nhở Tiễn Tiễn về học hành. Tử Kỳ thấy Tư Việt hơi quá đáng rồi nha.
ra ngoài còn nhắc chuyện học hành, tối đến mọi người không quên nhiệm vụ học nhóm. Học trưởng ra mời bọn họ tham gia vào hát hò nhảy múa và đốt lửa trại. Bốn người bạn của Tiễn Tiễn hòa cùng đám đông năm tay nhau cười nói. Tan tiệc, Tư Việt ngồi cùng Tiễn Tiễn, anh đưa cho cô một bức tranh về giải ngân hà. Đằng sau tấm ảnh có một dòng chữ động viên mà Tư Việt muốn gửi gắm đến Tiễn Tiễn. Hai người cùng tâm sự mỏng, lúc trước Tiễn Tiễn là người hướng nội không có bạn bè gì cả. Gặp được Tư Việt và mọi người thì giờ cô là người hướng lung tung rồi. Hai người ngồi xích lại hơn, bốn ánh mắt nhìn nhau tóe lửa tình. Tư Việt chợt giật mình rồi nói cả cô và anh đều phải cố gắng. Tiễn Tiễn nhận được cuộc gọi của mẹ gọi cô về gấp. Bà nội cô xảy ra chuyện nên cả nhà về quê một chuyến. Bà đành phải để con gái ở nhà một mình và gửi gắm cô cho mẹ Tư Việt. Mặc dù rất lo lắng cho Tiễn Tiễn nhưng công việc bắt buộc bà phải đi. Tiễn Tiễn từ nay bất đắc dĩ ở cùng nhà với Tư Việt. Đến tối Tiễn Tiễn xin phép mẹ Tư Việt ra về. Cô ở nhà anh cũng cả ngày nay rồi. Vừa về đến nhà thì Tiễn Tiễn nhận thấy có người lạ mặt đang ở bên ngoài. Hắn còn bịt khẩu trang đen đội đen nữa. Cô sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh cầm chiếc gậy ra định đuổi hắn. Thì ra đó là Tư Việt. Anh đến đây để nói nhà cô đã bị trộm nhòm ngó đến. Hắn còn đặt ký hiệu lên đó. Để an toàn thì tốt nhất Tiễn Tiễn cứ đi đến nhà Tư Việt ở hẳn cho an tâm. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn dọn dẹp hành lý ba lô chờ đợi sẵn Tư Việt sang đón. Anh dẫn cô đi mua ít đồ dùng cá nhân, cả bánh kẹo đồ ăn vặt để hai người ở nhà có thể ăn nữa. Hai người đang đi thì gặp Khả Khả và Tưởng Trầm đi cùng với nhau. Khả Khả nhận ra điều gì chẳng lành liền hỏi dò Tiễn Tiễn. Cô không giấu được liền khai ra hết. Hiện tại Tiễn Tiễn đang ở nhà Tư Việt. Sa Địch nhận được tin alo cho Tiễn Tiễn ngay. Còn chưa kịp nói xong thì mẹ Tư Việt vào cho cô xem mấy bức ảnh ngày bé họa mi còn chưa hot của Tư Việt. Anh xấu hổ vào lấy hết ảnh rồi còn đuổi mẹ Tư Việt đi. Sa Địch vẫn chưa tắt máy yêu cầu mai họp luôn và ngay. Sáng hôm sau Tư Việt vào phòng gọi Tiễn Tiễn dậy đi học. Hai người cùng nhau đến trường, mặt Tiễn Tiễn rạng rỡ hơn mọi hôm. Sa Địch hỏi có phải cô ở nhà nam thần rất sung sướng không? Tiễn Tiễn cũng hỏi lại Sa Địch hồi bé ở nhà Tử Kỳ rồi còn gì? Sa Địch nhớ lại liền kể cho Tiễn Tiễn nghe về những câu chuyện hài hước của Tử Kỳ hồi bé. Vậy là như một định mệnh, hai đôi bốn người bọn họ đều được ông trời sắp xếp cho thành tri kỷ của nhau rồi. Tối đến chỉ có Tư Việt và Tiễn Tiễn ăn cơm cùng với nhau. Bố mẹ Tư Việt đi làm muộn không về, anh sợ mình nấu cơm không ngon nên đã rủ Tiễn Tiễn ra ngoài ăn. Cô từ chối ngay, dù sao cơm nhà vẫn ngon hơn cơm ngoài. Ăn xong, Tiễn Tiễn bê một đĩa trái cây lên cho Tư Việt ăn. Hai người cùng ăn và xem TV vui vẻ. Chiều hôm sau, Tư Việt cùng Tiễn Tiễn về nhà nghe thấy cuộc cãi vã của bố mẹ anh. Tư Việt có chút buồn bã xen lẫn với xấu hổ. Anh không nói gì rồi về phòng. Tối đến, Tiễn Tiễn mang cho Tư Việt cốc nước. Cô ngồi bên cạnh anh nói rằng chuyện chiều nay cô nghe thấy đảm bảo giữ im lặng cho đến cuối đời. Tư Việt nghe xong hỏi Tiễn Tiễn có thấy nhà anh không hòa thuận như cô nghĩ thì trông có nhẹ nhõm hơn không. Tiễn Tiễn đâu phải là người cười trên nỗi đau của người khác. Tư Việt tâm sự cho Tiễn Tiễn về gia đình của anh. Anh hứa sau này trưởng thành nhất định sẽ không để người bên cạnh mình chịu ấm ức. Tiễn Tiễn nghe thấy câu nói ấm áp này cũng nhẹ lòng hẳn. Cô về viết nhật ký online. Đam mê viết nhật ký vẫn còn nên phải viết trên này để mẹ cô không đọc được. Sáng hôm sau đến trường, thầy Lưu vào lớp nói rằng nhà của một cậu bạn trong lớp có hoàn cảnh đặc biệt. Bố cậu bạn ấy xảy ra chuyện ở công trường, nên thầy hy vọng các bạn trong lớp cùng quyên góp để ủng hộ gia đình bạn trong lúc khó khăn. Tại sân thể dục, Sa Địch nói tuy cậu ta là người nhỏ nhen nhưng khi vấp phải hoàn cảnh như vậy cũng tội nghiệp. Tiễn Tiễn quyết định quyên góp hết số tiền ăn vặt của mình. Tối về, cô học bài cùng Tư Việt. Cô hỏi anh có phải nếu giành được quán quân chung kết toán Olympic thì sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Hoa không? Tư Việt muốn Tiễn Tiễn cũng thi vào đó cùng mình đi. Chuyển cảnh sáng hôm sau ở lớp học, Tiễn Tiễn nằm mơ thấy cái gì đó rồi vui vẻ tỉnh dậy. Sa Địch liên tục hỏi cô mơ gì mà vui thế, Tiễn Tiễn chối bay chối biến. Sa Địch nói Tiễn Tiễn hãy trân trọng quãng thời gian cấp 3 này đi, đến lúc tốt nghiệp rồi cô và Tư Việt kẻ nam người bắc đấy. Tôi đến tại nhà Tư Việt, Tiễn Tiễn không thể tập trung nghe anh giảng bài, đầu óc cô chỉ nghĩ đến sau khi tốt nghiệp kẻ nam người bắc giống Sa Địch nói thôi. Trời hôm nay mưa to nên nhà Tư Việt mất điện, anh lấy ngọn nến vào thắp sáng căn phòng. Tiễn Tiễn nghe thấy sấm thì hơi sợ, Tư Việt lấy tai nghe ra bật một bài hát để cho cô đỡ sợ hơn. Cả hai cùng ngồi nghe nhạc và cùng ngắm nhìn bầu trời mưa. Tiễn Tiễn nói với Tư Việt cô cũng muốn thi vào Giang Lăng. Có lẽ chỉ vì muốn gần anh mà thôi. Sáng hôm sau bố Tưởng Trầm và anh cãi nhau trước công viên, trông chẳng ra làm sao. Tư Việt đi đến lôi ông ra chỗ khác bảo ông đi về trước để anh nói chuyện với Tưởng Trầm. Ngày hôm sau bốn người bạn cùng nhau học tại thư viện. Tiễn Tiễn nói trường cô muốn vào lấy điểm chuẩn cao quá. Tư Việt rủ mấy bạn cuối tuần này cùng đi tiễn Tưởng Trầm nhé. Cậu bạn đó sắp đi lính rồi, Tưởng Trầm bên này đang đi chơi cùng Khả Khả. Anh muốn rủ cô đi xem phim nhưng cô từ chối. Tưởng Trầm tặng cho Khả Khả chiếc móc khóa nói rằng đây là quà chia tay. Cô ngại ngùng nói sẽ giữ giúp anh cho đến khi nào anh về. Tưởng Trầm chúc Khả Khả ở nhà thi đỗ đại học, vào được trường mà cô mong ước. Sau đó anh rủ Tư Việt đi đánh bia, có cả Tiễn Tiễn cũng đi cùng. Tư Việt bảo Tiễn Tiễn ra trổ tài đánh bia cho Tưởng Trầm mở mắt ra mà trầm trồ, đánh quả nào trúng quả đó.
Trình chơi bia của Tiễn Tiễn còn hơn cả Tưởng Trầm. Tại trường học, cuộc thi chung kết Olympic của Tư Việt sắp đến. Thầy Lưu đến cổ vũ cho anh, thầy hy vọng anh sẽ có một phiếu đại học Thanh Hoa. Tiễn Tiễn nghe thấy vậy liền muốn làm một vật gì đó linh thiêng như bùa may mắn tặng cho Tư Việt. Sa Địch gợi ý cho cô có thể tự làm bùa may mắn cho Tư Việt. Nói là làm tối đến Tiễn Tiễn trổ tài may vá theo thùa ngay, mất một đếm để cô hoàn thành tác phẩm. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn đến gặp Tư Việt chúc anh thi tốt, cô còn đưa cho anh lá bùa mà mình vất vả làm ra. Tư Việt mỉm cười xoa đầu cô và nói cảm ơn cô rất nhiều. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, Tiễn Tiễn phải làm bài thật tốt và đạt được điểm cao. Quan trọng hơn phải đợi Tư Việt về, anh sẽ giảng bài cho cô. Thầy Lưu đi đến nói Tư Việt hôm nay đứng căng thẳng nhé. Cứ phát huy năng lực như mọi ngày là được. Cả thầy Lưu và Tiễn Tiễn đứng ngoài nhìn theo bóng lưng của Tư Việt đi vào. Cô chắp tay cầu nguyện và tin rằng tương lai của anh sau này sẽ rất sáng lạn. Thi xong Olympic đến tối Tư Việt về nhà lấy niềm vui chơi Tiễn Tiễn để giảm sờ chết. Bỗng nhiên mẹ Tiễn Tiễn gọi điện cho cô báo bà nội đã mất. Nên cô hãy về quê một chuyến. Sáng hôm sau tại nhà bà Tiễn Tiễn, mặt ai cũng buồn bã, học trưởng cũng đến đây an ủi cô. Xảy ra chuyện như vậy anh cũng phải về một chuyến xem bà Tiễn Tiễn ra sao. Tiễn Tiễn nói phải chia xa người thân thì quả là buồn. Tôi đến tại nhà Tư Việt, bố mẹ anh lại cãi nhau, bố anh thì bận công việc. Còn mẹ thì suốt ngày nghi ngờ ông có người tình bên ngoài. Cuộc cãi vã mãi chẳng đi đến hồi kết khiến Tư Việt rất chán nản. Nếu cứ sống trong một ngôi nhà như thế này thì quả không có hạnh phúc gì. Tiễn Tiễn bên này cũng thấy bố mình buồn bã. Cô ra động viên ông, nói mấy câu để ông đỡ đau buồn. Về phòng Tiễn Tiễn gọi cho Tư Việt cô hát bài hát Giáng sinh chúc mừng anh. Cho dù không gặp nhưng cô vẫn cố tưởng tượng ra khuôn mặt biểu cảm của anh. Hai người đều giấu đi nỗi buồn trong lòng và chỉ nói những điều tốt đẹp. Chuyển cảnh tại lớp học, thầy giáo Lưu giơ tấm bằng khen của Tư Việt và nói anh đã vượt qua kỳ thi quốc gia và chính thức trở thành sinh viên của trường Thanh Hoa. Nhận được lời chúc của bạn bè, Tư Việt rất vui, Tiễn Tiễn cũng vui thay cho anh. Cô biết trước rằng tương lai của anh rất sáng lạn mà. Vậy là kỳ thi của Tư Việt kết thúc, Tiễn Tiễn đổi lại chỗ ngồi về ngồi cùng Tư Việt. Dù sao ngồi cạnh cờ rút vậy thích hơn. Tư Việt đưa cho Tiễn Tiễn thời gian biểu và muốn cô thực hiện nó để ôn thi. Tiễn Tiễn giơ hai quả đấm lên và nói chai rồ. Thầy Lưu khen Đinh Tiễn tiến bộ rõ rệt. Từ học sinh đứng chóp giờ cô chỉ gần chóp thôi, vậy là có cố gắng rồi. Cuối cấp nên ai cũng căng thẳng học hành, còn 106 ngày nữa là đến ngày thi rồi. Thầy Lưu cũng kề vai sát cánh cùng học trò của mình. Ngày tốt nghiệp đã đến, Tư Việt đứng lên bục đọc tri ân thầy cô. Với danh nghĩa con ngoan trò giỏi, anh luôn nói những điều tích cực xung quanh mình. Trong không gian rộng lớn và thời gian vô tận này, cho dù kết cục có là trai xa thì bạn cũng ngước lên bầu trời vì sao ngắm nhìn chúng. Những tháng ngày lặp đi lặp lại chán trường này sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai. Vì thế mong các bạn đều trân trọng nó. Ngày thi đại học cũng đến, Tiễn Tiễn ngồi vào phòng thi mồ hôi đổ giọt. Đôi mắt cô mờ dần đi, ra đến ngoài cổng trường cô nhìn thấy Tư Việt đang chờ mình. Anh muốn rủ cô đi đến một nơi nhưng Tiễn Tiễn từ chối. Hôm nay cô muốn đi cùng Sa Địch hơn. Tối đến Tiễn Tiễn khóc với Sa Địch lúc thi, đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể làm bài tốt được. Tiễn Tiễn đã cố gắng học hành liều mạng như thế mà kết quả không khá lên được. Sa Địch ôm người bạn ngốc nghếch này vào lòng rồi nói mình cũng y chang thế. Hai cô gái ôm nhau vừa khóc vừa xoa dịu tinh thần cho nhau. Gạt nỗi buồn qua một bên thì cả hai cùng nhảy nhót hát hò. Đến khi tàn tiệc thì cả hai cùng say khướt ra về. Tiễn Tiễn gọi Tư Việt trong vô thức. Bây giờ cô chỉ ước gì có anh ở bên cô an ủi động viên cô. Tư Việt cùng Tử Kỳ bước đến gọi tên Tiễn Tiễn. Đôi mắt lờ đờ ngước lên nhìn Tư Việt. Trên đường về nhà, Tiễn Tiễn sau ngày hôm nay cho dù là gần hay xa thì cũng không được ở cùng nhau nữa rồi. Tiễn Tiễn vẫn luôn nghĩ sau này trưởng thành rồi có sống được cuộc sống thảnh thơi giản đơn không? Hay một ngày nào đó Tiễn Tiễn và Tư Việt trở nên xa lạ, không sợ mây đen che mất ánh trăng, Tư Việt còn tỏa sáng hơn cả vì sao. Nói rồi Tiễn Tiễn hôn nhẹ lên má Tư Việt. Bên này Sa Địch và Tử Kỳ cùng nhau thề non hẹn biển, cô đưa ra lời đề nghị nào anh cũng đồng ý. Sau đó Tử Kỳ hôn vào môi Sa Địch, cô đáp lại anh bằng những cái hôn nồng cháy. Sáng hôm sau mẹ Tiễn Tiễn mang cho cô một đĩa trái cây. Tiễn Tiễn nói với mẹ cô muốn đi học lại để thi lại, mẹ Tiễn Tiễn không đồng ý. Bà sợ cô thi nữa sẽ bị áp lực và không chịu nổi cú sốc. Tư Việt hẹn Tiễn Tiễn ra hồ hơi để nói chuyện. Tiễn Tiễn nói anh hãy cứ đến Thanh Hoa học trước, cô sẽ đến tìm anh vào một năm sau đó. Tư Việt tặng Tiễn Tiễn con robot vô cùng đáng yêu. Cô đặt tên mới cho robot là Tháng Tư, vì trong sâu thẳm trong trái tim Tiễn Tiễn, cô luôn nhớ mãi ngày mùa hè năm 18 tuổi. Cô mỉm cười chào tạm biệt mùa hè đầy mộng mơ và đáng nhớ. Buổi sáng hôm ấy Tiễn Tiễn bắt đầu đi học lại. Cô chăm chỉ lắng nghe lời thầy dạy. Mặc cho những tháng ngày màu sắc hay đen tối, Tiễn Tiễn không dám lười biếng chút nào. Chuyển cảnh đến nhà mới của Tư Việt, bố anh bị người ta tố cáo làm giả luận văn. Hiện tại ngày nào ông cũng uống thuốc an thần để tránh đi áp lực. Tư Việt nói với bố mình hôm nay anh đã đi hỏi giáo viên. Nếu ông có sợ anh ở trường bị ảnh hưởng thì anh nói thật mình không sợ. Ở Thanh Hoa đâu phải có mình ông là giáo sư đâu. Tiễn Tiễn ở bên này quyết tâm thi vào Thanh Hoa.
Nếu như vậy thì cô phải cố gắng hơn người khác. Tư Việt gọi điện cho Tiễn Tiễn. Anh hỏi han về bài thi của cô. Anh mong cô vẫn ổn, thực sự ổn để có thể đến gặp anh. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn chỉ ăn một chút đồ rồi lại vào ôm quyển sách ngay. Mẹ của Tiễn Tiễn ban đầu không đồng ý vì sợ cô cứ mặc kẹt trong đó không ra được. Học trưởng đến tìm Tiễn Tiễn. Cô kể cho anh về một anh chàng cùng lớp luyện thi, cũng giống như cô thi lại đại học 3 lần, mà lần nào điểm cũng thấp hơn lần trước. Tiễn Tiễn khóc trong sợ hãi. Cô sợ rằng mình cũng giống như anh chàng kia, càng thi thì điểm càng thấp. Cho dù Tiễn Tiễn mong muốn được học Thanh Hoa cùng Tư Việt như nào thì cô cũng thấy bản thân mình không đủ xuất sắc. Tư Việt đi tìm Tiễn Tiễn đứng đằng sau nghe thấy hết những điều Tiễn Tiễn nói. Anh im lặng lắng nghe trái tim Tiễn Tiễn thổn thức. Học trưởng an ủi Tiễn Tiễn để cô bớt đi áp lực. Sáng hôm sau Tư Việt xách hành lý lên đến trường Thanh Hoa. Anh nhận được tin nhắn của Tiễn Tiễn chúc mừng anh. Môi trường đại học mới của Tư Việt có vô vàn điều mới mẻ. Giáo sư cũng ưu ái cậu hơn và hỏi tình hình về bố Tư Việt. Anh cũng chia sẻ thật với thầy và có một cậu bạn đứng sau nghe lén. Chưa gì đã thấy có điểm rồi. Ngày Quốc Khánh đã đến, Tiễn Tiễn gọi điện cho Sa Địch tâm sự. Tư Việt rất ít trả lời tin nhắn của cô. Chắc hẳn anh rất bận. Tiễn Tiễn liều một phen đi lên Thanh Hao tìm gặp Tư Việt. Hai người đi về hai hướng khác nhau. Chuyện học hành của Tư Việt ở trường rất bận rộn. Anh là nhóm trưởng tham gia nghiên cứu robot. Cô bạn Lộ Phi theo Tư Việt vào tận phòng nghiên cứu rồi lèm bèm quanh Tư Việt. Rồi cậu bạn nghe lén hôm trước đã gửi thông tin bố Tư Việt gian lận lên trang trường. Các bạn thấy vậy liền xì xào bàn tán. Tư Việt gửi một tin nhắn vào máy chủ người đang phát hiện ra là cậu bạn kia. Tư Việt đến đấm vào mõm thằng kia một cái. Cô bạn Lộ Phi kia thấy đánh nhau lao vào như thiêu thân cuối cùng bị đẩy ra trẹo cả chân. Tư Việt tốt bụng đưa cô ta lên phòng y tế. Đằng xa Tiễn Tiễn nhìn thấy anh đang cùng người khác thì bắt đầu suy nghĩ lung tung lệch lạc. Ngồi trên xe trở về nhà mà nước mắt Tiễn Tiễn không ngừng rơi. Cô nhắn một tin tuyệt giao với Tư Việt. Có lẽ từ khi Tiễn Tiễn quyết định học lại thì khoảng cách của cô và Tư Việt đã khác xa nhau rồi. Tiễn Tiễn nhìn lên cửa sổ thấy pháo hoa bắn nở rộ trên bầu trời đêm rất đẹp. Cô nhớ lại những lần cùng Tư Việt ngắm pháo hoa mà chạy đi đến nơi Tư Việt bắn pháo hoa. Cuối cùng giấc mơ vào Đại học Thanh Hoa của Tiễn Tiễn đã thành hiện thực. Cô đi đến Thanh Hoa tìm Tư Việt nhưng trường quá to, tìm đâu cũng không thấy anh. Tiễn Tiễn quyết định đến ký túc xá Nam để tìm anh. Như bà quản lý ký túc xá không cho anh vào, cô đứng trước cửa ký túc xá gọi lớn tên Tư Việt. Anh bước đến trước mặt Tiễn Tiễn nhìn cô rồi đôi mắt đỏ hoe. Hai người ra một chỗ ngồi gặp được Tư Việt Tiễn Tiễn rất vui. Cô muốn đến đây để nói cho anh một điều cô rất thích anh. Tư Việt từ chối tình cảm này. Anh nói bây giờ anh không muốn yêu đương gì cả. Cho dù hai người từng hứa hẹn gì đó thì cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Giờ Tư Việt đã có cuộc sống cho riêng mình, nên anh không muốn ai đó đi vào xáo trộn nó. Tiễn Tiễn lấy ra con robot đưa cho Tư Việt. Anh cầm lấy nó rồi quay người rời đi. Tiễn Tiễn nhìn theo bóng lưng của Tư Việt hai hàng nước mắt rơi. Tại bệnh viện Tư Việt đến hỏi viện phí của bố mình. Bác sĩ cũng giục anh nhanh đóng cho bệnh viện chứ không để lâu được. Bây giờ anh còn không lo nổi cho người nhà thì làm sao lo được cho cô. Chuyển cảnh Tiễn Tiễn đi đến ký túc xá gặp được các bạn cùng phòng mọi người cũng rất thân thiện. Cô bắt đầu với cuộc sống sinh viên của mình. Sáng hôm sau Tư Việt vào bệnh viện thăm bố mình. Mẹ anh đến để bảo anh quay lại trường học thôi. Ở đây đã có mẹ anh lo hết rồi. Tư Việt ngoan ngoan trở về trường. Mẹ dặn anh nhớ ăn uống đầy đủ và phải chú tâm học hành. Đừng lo lắng cho bố quá mà đổ bệnh. Tiễn Tiễn cùng các bạn cùng phòng đi tham gia ngoại khóa của trường. Ở đây cô nhìn thấy Tư Việt của mình. Tiễn Tiễn muốn đi đến chỗ anh thì anh đi mất rồi. Tiễn Tiễn đành tham gia vào câu lạc bộ manga. Cô nộp cho chủ tịch câu lạc bộ những tác phẩm của mình. Cô đi tìm và hỏi tin tức về Tư Việt khắp nơi nhưng dường như anh sống rất ẩn dật. Vô tình Tiễn Tiễn gặp anh trên phòng thầy cố vấn nhìn thấy anh đi nộp gì đó. Tư Việt chào hỏi Tiễn Tiễn cho có lệ. Chuyển cảnh giám đốc quán ăn gặp Tư Việt nói có khách hàng phàn nàn về thái độ của anh. Không ai khác chính là thằng điên hách dịch kia. Tư Việt hiểu ý của giám đốc nói hôm nay anh sẽ làm buổi cuối. Tan làm Tư Việt đi đến bệnh viện thấy mẹ đang ngồi ưng cơm một mình. Anh đi đến gần mẹ VA đưa cho bà tiền lương của mình. Mẹ Tư Việt xót xa cho con trai vừa phải đi học vừa phải đi làm. Sáng hôm sau Tư Việt đến trường thì nhận được tin Tiễn Tiễn bị kẻ biến thái nào đó theo dõi. Anh về phòng thí nghiệm vận hành trí não vốn có của mình tìm ra kẻ biến thái đó. Tối đến Tư Việt đi về ký túc xá của mình thì Tiễn Tiễn đã ngồi ở đây đợi anh. Cô chỉ muốn hỏi anh suốt 4 năm qua anh đã bao giờ có tình cảm nam nữ yêu đương với cô chưa? Tư Việt không nói gì cả chỉ im lặng. Tiễn Tiễn bực bội bỏ đi, cô trút giận lên cái cây và thùng rác. Đằng xa xa có một máy ảnh đang chĩa ống kính về phía cô. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn đã đứng chặn đường anh bạn đeo kính bạn thân của Tư Việt lúc lên đại học đến giờ. Cô muốn nhờ anh dẫn cô đi đến nhà hàng mới của Tư Việt. Đến nơi Tiễn Tiễn mới biết Tư Việt bị anh bạn đồng chính kia bôi nhọ danh dự nên mới phải đổi chỗ. Cô nhờ anh bạn đeo kính mang giúp cô hộp cơm vào cho Tư Việt. Thôi đã giúp thì giúp cho chót. Tư Việt mở ra thấy là của Tiễn Tiễn. Anh nhìn ra ngoài phát hiện có người chụp lén cô. Tư Việt đi đến giật thẻ nhớ của tên đi kia ra và cấm anh không được chụp nữa. Sau đó Tư Việt đón taxi cho Tiễn Tiễn đi về. Cô không dám về một mình nên anh đã đi cùng cô.
Vậy là Tiễn Tiễn chắc chắn một điều Tư Việt có quan tâm đến mình. Xuống xe taxi, Tiễn Tiễn không hiểu sao Tư Việt lại làm vậy với mình. Anh chỉ lạnh lùng nói kỳ sau anh sẽ ra nước ngoài nên không muốn yêu đương gì nữa. Về nhà, Tư Việt bị Tử Kỳ mắng anh như tát nước vào mặt. Hai người đều thích nhau mà tại sao lại không mở lòng ra đón nhận? Chỉ cần cả hai cùng biết thông cảm cho nhau thì đến với nhau là điều dễ dàng mà. Tư Việt nói từ giờ Tử Kỳ đừng xen vào chuyện của anh nữa. Tại phòng thí nghiệm, Tư Việt đang ngồi nghiên cứu thì Tiễn Tiễn đi đến nói với anh rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô mãi ở bên anh. Tư Việt giả bộ không nghe, không quan tâm. Đến khi Tiễn Tiễn ra khỏi phòng thì anh như muốn gục ngã. Sáng hôm sau, Tiễn Tiễn đi đến đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học. Cô muốn được đi ra nước ngoài cùng Tư Việt. Cho dù tham gia nghiên cứu có vất vả như nào đi nữa thì Tiễn Tiễn vẫn cố gắng xoay sở để có thể ở cạnh Tư Việt nhiều hơn. Bản thân Tiễn Tiễn sẽ không bao giờ rời xa Tư Việt. Sáng hôm sau, Tư Việt khuôn mặt rạng rỡ hẳn đi đến phòng thí nghiệm. Anh đưa bài tập cho anh bạn đeo kính làm, còn mình thì ra về ngủ một giấc. Tại quán cà phê, Tiễn Tiễn đến đây học tập. Tư Việt đến giờ nghỉ trưa cũng ra ngồi cùng với cô. Anh nói cô đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh, giờ quay đầu lại vẫn còn là bờ đó. Tiễn Tiễn đã quyết tâm với những gì mình làm. Cô nói anh hãy yên tâm, đừng lo lắng gì cho cô cả. Sáng ngày hôm sau, Đinh Tiễn trúng tuyển vào đội nghiên cứu robot. Cô sung sướng reo lên đi gặp Tư Việt. Bên này thầy cố vấn cũng đang nói chuyện với anh về cô. Thực sự cô cũng có tiềm năng lắm đó. Thi lần này được điểm cao, thầy cũng khá bất ngờ. Đúng lúc Tiễn Tiễn vui vẻ đi vào, giáo sư gặp được cô thì khen cô làm bài rất tốt. Ông cũng rời đi để cho Tiễn Tiễn nói chuyện riêng với Tư Việt. Anh lo lắng hỏi lại cố một nữa, có dám chắc rằng mình sẽ thích bộ môn nghiên cứu robot này không? Nhận được lời nói chắc như đinh đóng cột của Tiễn Tiễn khiến cho Tư Việt cũng yên tâm hơn. Giáo sư giao cho Tiễn Tiễn một đề bài rất khó, cô suy nghĩ mãi cũng không giải ra được. Cuối cùng là nhờ đến Tư Việt, anh giúp cô làm bài và hai người ngồi cạnh nhau. Đến giờ về, Tư Việt vẫn cho rằng Tiễn Tiễn không nên tham gia vào nghiên cứu. Cô thấy anh coi thường mình thì quay lại phòng nghiên cứu để học tiếp. Tư Việt bước ra đến bên ngoài thì thấy mất điện. Anh quay lại tìm Tiễn Tiễn thì không thấy cô đâu. Hóa ra cô đứng ngay đằng sau ú ỏa với anh. Tư Việt giật mình ngã xuống nằm lên người Tiễn Tiễn. Hai người chạm mặt nhau định làm gì đó thì tự nhiên lớp nghiên cứu có điện. Hai người giật mình ngượng ngùng đứng lên. Sáng hôm sau, giáo sư khen Tiễn Tiễn làm bài rất tốt. Nhưng ông vẫn muốn cô suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn con đường nghiên cứu khoa học này. Nếu như không có Tư Việt ở đây thì Tiễn Tiễn đến đây với mục đích gì? Tiễn Tiễn tặng cho Tư Việt một hộp sô-cô-la và một bức hình con robot tháng tư vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy hộp sô-cô-la trên bàn, Tư Việt không nỡ ăn. Vậy mà cô bạn học cùng anh đến lại dám bóc một viên ra. Tư Việt thấy cô ta ăn mất một viên thì nổi giận. Cô ta cầm lấy hộp sô-cô-la rồi nói mua đền anh hộp khác là được. Đã vậy còn cầm hộp sô-cô-la đi về câu lạc bộ manga cho Tiễn Tiễn nhìn thấy. Khi Tiễn Tiễn hỏi hộp sô-cô-la này từ đâu ra thì cô ta nói rằng Tư Việt tặng. Khái niệm tự ăn và tặng nó khác nhau mà sao cô ta nhầm được nhỉ? Tiễn Tiễn nghe thấy vậy liền đi tìm Tư Việt tính sổ. Cô hỏi anh sao lại tặng sô-cô-la của cô cho người khác. Rõ ràng là Tiễn Tiễn đã cố gắng hết sức để hai người có thể bên cạnh nhau. Vậy mà Tư Việt không nhìn vào những cố gắng đó của cô. Chẳng nhẽ Tư Việt không có chút tình cảm nào với Tiễn Tiễn hay sao? 4 năm qua chỉ như là giấc mơ à? Từ giờ Tiễn Tiễn không bao giờ tìm Tư Việt nữa. Tiễn Tiễn đứng ở trạm xe buýt đến tối muộn vẫn chưa về. Học trưởng đi đến gần nhận ra cô thì ngỏ ý muốn mời cô lên xe và đưa cô đi quanh thành phố cho đỡ buồn. Học trưởng đưa Tiễn Tiễn đi đến viện bảo tàng. Ở đây cô đứng nhìn mãi một bức tranh về làng quê Yên Bình. Học trưởng khen Tiễn Tiễn nếu vẽ còn đẹp hơn bức tranh này, anh hy vọng có tài năng vẽ vời thì đừng lãng phí nó. Với lại cô cũng không phải đi theo bước chân của ai mà tự đi bằng lối đi riêng cho mình. Ngày hôm sau, Tiễn Tiễn có quyết định của mình, cô đi đến công ty truyện tranh nộp lại tác phẩm của mình. Tiễn Tiễn muốn tham gia cuộc thi vẽ ở bên công ty tổ chức. Chủ nhiệm đồng ý nhận bản vẽ của cô và nói khi nào có thông tin gì sẽ liên lạc lại với Tiễn Tiễn. Chuyển cảnh, giáo sư thông báo cho Tư Việt rằng Tiễn Tiễn nói đã tìm được việc cần làm nên đã xin nghỉ ở phòng nghiên cứu. Tư Việt nghe vậy thì thấy như thế rất tốt. Cô đã có hướng đi của mình rồi. Sáng ngày hôm sau tại trường Thanh Hoa, Tiễn Tiễn và Tư Việt gặp nhau nhưng hai người chỉ lướt qua như cơn gió. Tiễn Tiễn nhận được thông tin quản lý công ty muốn ký hợp đồng với cô nên Tiễn Tiễn cũng sung sướng reo lên. Tiễn Tiễn đi đến công ty và ký hợp đồng với công ty luôn. Tại quán ăn, học trưởng mời những người trong câu lạc bộ manga đến ăn cơm, trong đó có cả Tư Việt. Phi Lộ gửi lại Tư Việt hộp sô-cô-la và xin lỗi anh vì hôm trước đã dành ăn nó với anh. Học trưởng liên tục thể hiện quan tâm đến Tiễn Tiễn khiến cho cô Lộ Phi cũng phải thốt lên nhìn hai người như thanh mai trúc mã vậy. Học trưởng cũng thú nhận luôn anh rất thích Tiễn Tiễn. Tư Việt nghe thấy vậy buồn ẻ quá nên xin phép đi ra ngoài. Thấy vậy, học trưởng cũng đi theo ra. Anh dằn mặt Tư Việt không được thế nọ thế trai với Tiễn Tiễn. Tư Việt cũng chẳng vừa. Chuyện của anh và Tiễn Tiễn thì liên quan gì đến học trưởng? Bất kể mối quan hệ của Tư Việt và Tiễn Tiễn là gì thì cả đời này cô ấy chỉ có thể bên anh mà thôi. Tiễn Tiễn đứng ngoài nghe thấy hết, Tư Việt đuổi theo cô ra đến bên ngoài. Anh xin lỗi cô vì hôm đó đã nói nặng lời. Đối với những gì Tiễn Tiễn nghe thấy thì Tư Việt chỉ coi cô như trò đùa.
Đã vậy còn mặc định như thể cô sẽ bám đuôi anh mãi vậy. Tiễn Tiễn muốn chấm dứt mối quan hệ với Tư Việt. Ngày hôm sau, Tiễn Tiễn nhận được cuộc gọi của Sa Địch, thì ra cô bạn đã phát hiện ra Tử Kỳ. Rõ ràng anh ấy ở đây mà Tư Việt nói không biết Tử Kỳ ở đâu. Sa Địch và Tiễn Tiễn đi theo Tư Việt về đến nhà. Lần này nhất định Sa Địch sẽ vặt lông Tử Kỳ. Sa Địch đứng bên ngoài gõ cửa, Tư Việt đành phải ra mở cửa cho Sa Địch vào. Tìm được người cần tìm, Sa Địch đuổi Tư Việt và Tiễn Tiễn đi. Sa Địch trong phòng liên tục hét lên mắng chửi Tử Kỳ khiến cho anh điếc tai hoa mắt chóng mặt đau đầu. Tử Kỳ lớn tiếng với Sa Địch khiến cho cô giận dỗi bỏ về. Đến khi Tử Kỳ nhận ra thì đuổi chạy theo cô. Nghe thấy tiếng tai nạn xe đằng xa, Tử Kỳ nín thở ra xem. Thật may mắn đó không phải là Sa Địch yêu dấu của anh. Đến khi cô qua lại thì anh ôm cô vào lòng như thể sợ cô mất đi không còn trên cõi đời này nữa. Nhìn thấy cảnh hai người bạn làm lành bất giác, Tư Việt và Đinh Tiễn cũng nhìn nhau mỉm cười. Vậy là hai người hạnh phúc, bốn người vui. Tôi đến Tư Việt vào bệnh viện thăm bố mình. Bố Tư Việt nói anh bận quá thì đừng chạy qua đây, sẽ rất là mệt đó. Tư Việt khoe với bố Tiễn Tiễn cũng đỗ vào Thanh Hoa rồi. Trong mắt bố mẹ anh thì Tiễn Tiễn là cô bé ngoan rất có nhiều năng lượng. Ông cảm thấy có lỗi khi đã làm ảnh hưởng đến Tư Việt. Mẹ Tư Việt cũng đi ra nghe thấy hai bố con nói chuyện. Thì ra bấy nhiêu năm nay bà ghen tuông mù quáng lại gây thêm áp lực lớn cho chồng đến vậy. Bà khoác áo ấm lên người ông. Bố Tư Việt quay sang nói với anh cho dù anh ở đâu thì ông cũng tin anh sẽ đứng vững bằng đôi chân của mình. Ngày hôm sau, câu lạc bộ manga và lớp nghiên cứu robot có buổi đi đến công ty Sigma tham gia cuộc thi. Công ty này cũng là của học trưởng Bách Tòng. Tư Việt tìm cách để nói chuyện riêng với Tiễn Tiễn. Anh giải thích rằng nếu như đẩy cô ra xa thì sẽ tốt cho cô hơn. Thời gian vừa rồi cô đi xa anh thật thì anh mới hối hận. Nhưng Tư Việt sợ rằng Tiễn Tiễn nhìn thấy anh của bây giờ thảm hại thì thấy tự ti với cô. Nói cho cùng thì Tư Việt muốn tương lai của Tiễn Tiễn là thuận theo ý của cô chứ không phải làm theo điều anh thích. Còn đối với Tiễn Tiễn, cô bằng lòng theo đuổi Tư Việt là vì cô thích anh. Nhưng bây giờ cô hiểu ra tình cảm phải ở hai phía chứ không phải anh bảo cô đến thì cô sẽ đến, bảo đi thì sẽ đi. Tiễn Tiễn hỏi Tư Việt đã bao giờ nghĩ thích một người là như thế nào không. Anh sững người trước câu hỏi của cô. Lộ Phi đi đến nên Tiễn Tiễn về phòng. Cô ta hỏi Tư Việt thích Tiễn Tiễn thật à. Anh thẳng thắn thừa nhận luôn. Sáng hôm sau, Tư Việt cùng Tiễn Tiễn đi chơi ở khu vui chơi gần đó. Anh được đám bạn thân support cho anh xem đi chơi ở đâu thì cả đám đều chỉ vào nhà ma. Nhưng mà Tư Việt là chúa sợ ma, thôi đành đổi sang hướng khác là đi vào mê cung. Nếu như Tư Việt ra trước thì sau này Tiễn Tiễn không được ngó lơ anh nữa. Còn Tiễn Tiễn thắng ra trước thì cô muốn bảo gì anh cũng được. Hai người rủ nhau đi chơi bắn bóng rồi chơi xích đu. Cái ý tưởng ban đầu xem ai thắng ai thua đã bị lãng quên rồi. Ngồi uống nước thì Tiễn Tiễn mới nhớ ra mình đã thắng. Cô yêu cầu Tư Việt đóng một con thú nào đó cho cô xem. Tư Việt mặc bộ đồ con gấu vàng đáng yêu cùng quả bóng bay đến tặng cho cô. Tối về, hai người bị mắc mưa, đứng trước cửa hàng tạp hóa rồi Tư Việt nắm tay Tiễn Tiễn, đưa cô lại gần anh rồi hôn lên môi cô. Tiễn Tiễn giật mình buông ra rồi chạy đi, Tư Việt mua vội chiếc ô rồi đuổi theo cô. Về đến khách sạn, Tư Việt hỏi Tiễn Tiễn lễ ngày mai khai mạc cuộc thi robot. Cô có đến dự không? Còn chưa kịp trả lời có hay không thì Bách Tòng đã đi đến phá vỡ bầu không khí hai người. Tư Việt đắc ý trả lời thay Tiễn Tiễn hết câu hỏi hộ cô. Thấy Bách Tòng đợi mình đã lâu nên Tiễn Tiễn ngồi nói chuyện với anh. Bách Tòng đưa cho cô tài liệu về công ty Hoài Thanh. Công ty đó cũng đang muốn tìm họa sĩ nên anh muốn giới thiệu cho Tiễn Tiễn. Bách Tòng đưa ra những mặt tốt và mặt xấu của công ty. Tư Việt bên cạnh nghe lén, thi thoảng cũng đốt nhà học trưởng mấy lần. Đến lúc nói chuyện xong, cả Tư Việt và học trưởng đều muốn đưa Tiễn Tiễn về phòng. Vậy là cả hai anh cũng theo lên tận cửa phòng Tiễn Tiễn. Tư Việt nói có chuyện muốn nói với Tiễn Tiễn nên Bách Tòng về trước. Tư Việt nói với Tiễn Tiễn cơ hội vừa rồi học trưởng đưa cho cô rất là tốt nên anh mong cô hãy nắm bắt nhé. Nếu là việc mà Tiễn Tiễn thích thì Tư Việt sẽ ủng hộ hết mình. Nói rồi anh quay người đi về. Snatch hôm sau, Tư Việt đợi Tiễn Tiễn đến tham gia buổi khai mạc robot. Nhưng cô bị Lộ Phi dí cho quả nhốt vào trong kho. Đã vậy còn cố ý cho tài xế chạy đi khi túi của Tiễn Tiễn vẫn ở đó. Buổi khai mạc kết thúc, Tư Việt đi tìm Tiễn Tiễn. Hóa ra cô bị nhốt tổng phòng trang phục. Anh mở đạp cửa cứu cô ra. Tư Việt đưa Tiễn Tiễn đến buổi khai mạc. Cô bước lên trước bục thì Tư Việt bật máy chiếu lên, chiếu đoạn một khủng long bay lên vũ trụ vô cùng đáng yêu. Những hình ảnh này giống y như trong nhật ký online của cô. Tư Việt nắm tay Đinh Tiễn nói anh càng nhìn khuôn mặt cô thì càng thấy xinh. Tiễn Tiễn chính là người xinh đẹp nhất thế giới này. Cảnh tượng đang lãng mạn thì bị bảo vệ đi vào chen ngang. Kết quả là hai người bị giữ ở đây. Cũng may Bách Tòng đi đến thì anh bảo vệ cũng thả họ ra. Về đến khách sạn, Bách Tòng thông báo bên công ty Hoài Thanh đồng ý ký hợp đồng với Tiễn Tiễn. Sáng mai anh sẽ đón cô rồi chở cô đi mua bộ quần áo mới. Tư Việt thấy vậy thì nói quần áo người yêu anh mặc có vấn đề gì sao? Câu nói chí mạng này làm cho học trưởng không nói gì được. Tư Việt bơm thêm vài câu như học trưởng chẳng biết Tiễn Tiễn thích gì muốn gì, học tưởng toàn làm theo ý mình. Trưa hôm sau, Tiễn Tiễn đi cùng học trưởng thì Tư Việt cũng muốn đi cùng. Học trưởng thấy anh thì nói anh dai như đỉa, bám mãi không buông, còn Tư Việt cũng thấy học trưởng giống anh mà. Còn bay đặt chó chê mèo lắm lông, hai người đầu bốc khói nghi ngút, chỉ cần thêm vài giây là khách sạn này nổ tung ra.
hai anh cùng đi mua nước và cùng đưa cho Tiễn Tiễn. Cô nhận hai cốc thì không biết uống cốc nào, Tư Việt giúp cô uống một cốc, còn cốc anh mua thì để cho Tiễn Tiễn để cô uống. Tối hôm sau mọi người cùng đi ăn uống vui vẻ và cùng chơi trò nói thật và hay uống rượu. Cô bạn Lộ Phí liên tục chơi xấu để khiến cho Tiễn Tiễn vào thế khó. Tư Việt và học trưởng thay nhau uống rượu để giải vây cho cô. Ngày hôm sau trong buổi lễ trao giải, Tư Việt lên nhận giải và cúp rất vinh dự. Tối hôm đó Tiễn Tiễn cũng mặc một chiếc váy rất xinh đẹp cùng đôi giày cao gót. Học trưởng đưa cô đi đến công ty Hoài Thanh để giới thiệu cô với các anh quan to mặt lớn. Đến khi giám đốc muốn ký hợp đồng thì Tiễn Tiễn từ chối, thật sự khác xa so với những gì cô nghĩ. Anh giám đốc kia chẳng nghe cô trình bày hay hiểu tâm tư tình cảm cô gửi gắm vào tác phẩm, mà anh ta lại đặt lợi nhuận lên hàng đầu, anh ta liên tục nói mấy lời phân bua để ép Tiễn Tiễn ký. Đúng lúc này Tư Việt đi đến nói cho anh giám đốc kia biết nếu như anh ta còn ép cô ký kết hợp đồng là vi phạm pháp luật, Tư Việt kéo Tiễn Tiễn ra khỏi mớ bòng bong trong đó. Anh thay cho cô một đôi giày để đi vừa chân, học trưởng đuổi theo ra đến bên ngoài giải thích cho Tiễn Tiễn hiểu anh chỉ muốn cuộc sống của cô tốt hơn thôi. Nhưng đây không phải là cuộc sống mà Tiễn Tiễn muốn, đôi giày mà ngay từ đầu cô không muốn đi mà cứ ép mình phải đi chắc chắn sẽ bị đau chân và không thoải mái. Tiễn Tiễn cảm ơn học trưởng rồi nắm tay Tư Việt rời đi, ra bên ngoài Tư Việt muốn đi cùng Tiễn Tiễn hết quãng đường còn lại. Tiễn Tiễn nói rằng bao nhiêu năm qua cô chưa từng thay đổi, từ giờ trở đi cô sẽ không buông tay anh nữa. Tư Việt ôm Tiễn Tiễn vào lòng thầm cảm ơn cô rất nhiều, sáng hôm sau mọi người cùng về trường Thanh Hoa. Tư Việt mang giúp hành lý của Tiễn Tiễn lên xe, rồi đuổi cô bạn đang ngồi chỗ của mình ra chỗ khác. Tiễn Tiễn ngủ trên xe dựa đầu vào vai Tư Việt, về đến Thanh Hoa Tiễn Tiễn nhận được thông báo viết tập mới của bộ truyện manga của cô, nên cô phải nhanh chóng về ký túc xá làm việc. Tư Việt bên phòng nghiên cứu cũng nhận được tin vui sếp Trần muốn hợp tác với nhóm nghiên cứu của anh. Nghe đến tên của công ty đó Tư Việt đã từ chối. Tại sao một công ty lớn như thế lại muốn hợp tác với nhóm sinh viên năm 2 chứ? Hơn nữa nhóm của Nha vẫn chưa có định hướng rõ ràng, họ có thể hợp tác với bên ổn định hơn, hoàn thiện hơn. Hoặc là khi nhóm của anh đã vững hơn trong chế tạo robot mà, nói chung công ty họ muốn hợp tác cũng chỉ để mua đứt bản quyền robot của nhóm anh. Giáo sư nghe thấy có lý và rất thuyết phục, ông cũng đồng ý với anh về suy nghĩ thêm về lời đề nghị hợp tác của họ. Học trưởng đến tìm Tư Việt, anh đưa ra lời mời muốn Tư Việt hợp tác với sếp Trần của công ty Hoành Quang để đánh cắp thông tin của bên họ. Nghe xong những lời này thì Tư Việt thấy học trưởng là người vì tiền cái méo gì cũng dám làm. Tư Việt không có điều gì muốn nói thêm nữa, anh định rời đi thì học trưởng lấy hồ sơ năm đó người hãm hại bố anh là ai. Nhìn hồ sơ đó mà Tư Việt phải suy nghĩ thêm, anh đến bệnh viện thăm bố mình. Nghe những lời bố động viên anh như suy nghĩ chín chắn thêm về quyết định từ chối của mình, chuyển cảnh Tiễn Tiễn đến nhà Tư Việt mua tặng anh đôi giày. Cô khoe với anh tiền nhuận bút của mình cũng cao, sau này Tư Việt không phải vất đi làm nữa. Tiễn Tiễn sẽ kiếm tiền nuôi anh. Tiễn Tiễn mong Tư Việt luôn có tâm nguyện như ban đầu. Vừa dứt lời thì Tiễn Tiễn cũng xảy ra chuyện, cô bị công ty đang làm gầy bẫy để lừa cô ký hợp đồng, sau đó sẽ lấy bản quyền viết chuyện của cô bán cho chỗ khác giá cao hơn. Tiễn Tiễn ngây thơ tin trên này còn rất nhiều người tốt nên đã không tránh được cái bẫy do người khác bày ra. Thôi coi như một bài học lớn cho cô, Tư Việt nói Tiễn Tiễn hãy tìm bằng chứng chứng minh công ty kia đã lừa gạt cô hoặc lịch sử cuộc trò chuyện để có thể kiện bên họ. Sáng hôm sau tại quán cà phê Tư Việt đã đến gặp giám đốc Trần của công ty Hoành Quang. Anh muốn lấy 500.000 tệ từ phía ông Trần. Sau đó anh sẽ bán sáng chế robot cho ông ta và làm cho ông ta 2 năm sau khi ra trường. Tư Việt đồng ý và chờ tin của ông ta. Tiễn Tiễn chạy đi đến tìm Tư Việt. Anh mở cửa ra thấy hai hàng nước mặt của cô ướt đẫm. Tiễn Tiễn ôm Tư Việt vào lòng. Sáng hôm sau Tư Việt đến đưa cho học trưởng một chiếc thẻ trong đó có 500.000 tệ mà anh đã trả cho Tiễn Tiễn. Anh cảnh cáo anh ta đừng có lại gần Tiễn Tiễn nữa. Sức chịu đựng của Tư Việt có giới hạn thôi. Tiễn Tiễn đến nhà Tư Việt, anh nấu cho cô một bàn đồ ăn, cô trả anh 500.000 tệ anh trả cho học trưởng, cô cũng hỏi anh lấy đâu ra mà lắm tiền thế. Tư Việt bán đi bản sáng chế robot rồi, mặc dù đó là tâm huyết của anh nhưng sau này anh có thể làm lại được. Còn Tiễn Tiễn lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Tiễn Tiễn vui vẻ kể cho Tư Việt nghe có rất nhiều họa sĩ như cô bị công ty đó lừa. Họ cùng tìm đến Tiễn Tiễn để kiện con đàn bà mặt đầy tham vọng kia, cuối cùng chị ta bị điều tra và cô thì được trả số tiền 500.000 tệ. Công ty mà chị ta bán tác phẩm của cô cũng đã tìm đến muốn ký hợp đồng với rồi đó. Lần này là thật không phải bị lừa nữa đâu, Tiễn Tiễn cũng đến kỳ nghỉ đông. Cô dẫn Tư Việt về nhà mình chơi, bố mẹ Tiễn Tiễn rất vui vẻ khi gặp anh, cả nhà cùng ngồi dùng cơm rất vui vẻ. Ăn cơm xong Tư Việt còn trổ tài dề đảm rửa bát cho nhà vợ, Tiễn Tiễn lo lắng nếu nói ra hai người yêu nhau thì mẹ cô sẽ đánh cô một trận quá. Chuyển cảnh Tiễn Tiễn đi đến nhà Tư Việt quét dọn, nhà của Na lâu lắm rồi cũng chưa có ai quét. Hai người không may va phải nhau nên Tư Việt muốn giữ cô vào lòng một lúc. Đúng lúc mẹ Tiễn Tiễn mang chăn đến thì hai người ngại ngùng mặt đỏ đánh trống lảng. Mẹ cô có linh cảm gì đó nên đã tra hỏi em trai Tiễn Tiễn. Cậu em trai cô vì chiếc điện thoại mà bán rẻ chị mình. Cậu kể hết cho bố mẹ nghe chuyện tình yêu của Tiễn Tiễn và Tư Việt. Ông bố nghe thấy vậy đi về phòng hỏi con gái.
Ông cũng kể chuyện hồi còn trẻ của mình cho Tiễn Tiễn nghe để cô khai ra hết chuyện yêu đương. Ông bố chứng kiến cảnh Tư Việt từ bé đến lớn, Tiễn Tiễn yêu Tư Việt ông cũng thấy yên tâm, chuyển cảnh Tư Việt đến bệnh viện thăm bố. Bác sĩ bảo tình hình của bố anh không ổn định, Tư Việt đi vào nhắc lại mấy chuyện hồi nhỏ nghịch ngợm của anh, hồi bé bố anh luôn nghiêm khắc dạy anh phải như này như kia. Vậy nên anh cảm thấy rất áp lực và khổ sở, bây giờ anh mới hiểu ngoài bố mẹ ra thì cuộc sống này toàn là cám dỗ. Nếu bản thân không đủ lý trí sẽ vấp phải vòng lao lý ngay. Bố Tư Việt nghe được những lời này của Tư Việt cũng thấy con trai mình đã trưởng thành rồi. Ông mỉm cười nắm lấy tay anh. Ngày nhập trường cũng đến, Tiễn Tiễn nhớ lại lời của hai cô bạn thân cấp 3 liền thể hiện mình là con gái phải nhõng nhẽo. Tư Việt không hiểu ý chạy đi mua cho cô ly nước ấm. Hai người hẹn nhau trên thư viện, Tư Việt muốn dạy cho Tiễn Tiễn phần học của kỳ tới vì nghe giáo sư nói sẽ rất khó. Anh giảng bài cho cô nhưng trong đầu Tiễn Tiễn chỉ lóe lên làm như nào để hôn được Tư Việt thôi. Hôm nay tuy thất bại nhưng mai sẽ thành công. Hôm sau Tiễn Tiễn mặc một chiếc váy xinh xắn đi tìm Tư Việt, thấy anh đang nói chuyện bà chị già nào đó tưởng vệ tinh vây quanh anh, Tiễn Tiễn chạy đến ôm anh đánh dấu chủ quyền. Bà chị kia đi rồi thì Tư Việt ôm lấy Tiễn Tiễn nâng mặt cô lên rồi nói rất thích cô, hai người hẹn nhau đi uống cà phê chụp ảnh giống như bao cặp đôi yêu nhau khác. Tiễn Tiễn hôm nay rất vui vẻ, Tư Việt đưa cô về ký túc xá rồi cứ lưu luyến mãi không ai muốn về, nhưng đi chơi về muộn quá ký túc xá đóng cửa mất rồi. Tiễn Tiễn đành phải về nhà Tư Việt ở tạm, cô dọn bàn cho anh thấy hợp đồng bán thận của anh. Tiễn Tiễn buồn bã xin lỗi Tư Việt, chỉ vì sự ngu ngốc của cô mà lại bắt anh trả giá. Thấy Tiễn Tiễn sắp khóc, Tư Việt nói với Tiễn Tiễn rằng cô là bạn gái của anh nên anh phải có trách nhiệm với cô, vậy nên đừng lo lắng gì cho anh cả. Mỗi người nằm một giường mà Tiễn Tiễn không ngủ được, cô muốn Tư Việt sang ngủ cùng, nếu có hơi ấm của anh sẽ dễ ngủ hơn. Tư Việt nằm bên cạnh Tiễn Tiễn đặt tay lên ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ. Tiễn Tiễn vừa về ký túc xá thì công an gọi đến cho cô. Họ nói rằng Tư Việt liên quan đến lộ bí mật kinh doanh nên anh cần liên lạc đến phía công an để điều tra vụ án. Vụ việc này cũng đăng lên báo chí và truyền thông. Tư Việt đứng trước đồn cảnh sát, anh nói hết ra sự thật và không chút sợ sệt nào cả. Tiễn Tiễn đến tìm học trưởng Bách Tòng, cô muốn nói về chuyện của Tư Việt. Tiễn Tiễn nhìn trên bàn thấy dự án của công ty anh với sinh viên Thanh Hoa, cô cũng hiểu ra bên này họ đã làm gì. Tiễn Tiễn thất vọng rời đi. Cô nhận được cuộc gọi của giáo sư đã chạy đến bệnh viện. Bố Tư Việt nghe thấy con trai mình liên quan đến pháp luật thì ông đã lên cơn đau tim. Sau mấy giờ đồng hồ bác sĩ cấp cứu thì cũng thông báo ông đã qua cơn nguy kịch. Giáo sư Điệp cũng đã nhờ ông bạn luật sư của mình bảo lãnh cho Tư Việt ra. Tan học, Tiễn Tiễn đi đến nhà Tư Việt, trông anh gầy đi như vậy mà còn phải quan tâm lo lắng cho mình thì cô rất xót xa. Cô ôm anh thật chặt. Lần này Tư Việt đã khóc và cảm ơn Tiễn Tiễn, anh cứ cho rằng mình rất mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại phải để cô lo lắng. Tiễn Tiễn tin rằng mọi chuyện sẽ nhanh qua thôi. Khi cả hai bình tĩnh lại thì Tiễn Tiễn nói với Tư Việt cô thấy tên của đồng chính ở công ty học trưởng. Hôm qua về trường cô lại tiếp tục nhìn thấy anh ta và người của công ty Hoành Quang đi với nhau. Nhìn thấy như vậy cô đã thấy nghi nghi rồi. Tư Việt nói Tiễn Tiễn có cùng chung suy nghĩ với anh. Quan trọng bây giờ anh sẽ khóa mã cốt lại để cậu ta tự tìm đến Tư Việt. Quả đúng là thằng cha này làm. Nhận được thông báo khóa máy, hắn ta tìm đến Tư Việt ngay. Trong phòng thí nghiệm hắn ta thừa nhận hành vi của mình. Tư Việt nói cậu ta là người mà giáo sư rất tin tưởng. Cho dù tính cách có hay chấp chuyện vặt nhưng trình độ chuyên môn cùng với kỹ thuật của hắn ta rất cao. Vì vậy Tư Việt mong hắn ta không phụ lòng kỳ vọng của giáo sư. Đồng chính nghe thấy vậy cũng bắt tay vào giúp Tư Việt tìm ra sự thật. Bệnh tình của bố Tư Việt cũng đã khỏe hơn, gia đình anh lại chuyển về nhà. Tại quê hương Thâm Hải này lưu lại nhiều ký ức tươi đẹp của anh và các bạn. Tiễn Tiễn cũng giúp Tư Việt dọn nhà. Sáng ngày hôm sau Tiễn Tiễn cùng Tư Việt đi chơi. Trong lòng cô vẫn nghĩ mình không xứng với Tư Việt. Anh nghe xong mặt nghiêm lại cấm cô nghĩ như vậy nữa. Yêu được Tiễn Tiễn là anh cảm thấy phúc ba đời nhà mình rồi. Hai bà thông gia ngồi bên này nhặt rau thì cười đùa vui vẻ. Tâm đầu ý hợp của hai bà như này trông cháu chắc được lắm này. Tư Việt dẫn Tiễn Tiễn đến một nơi, ở đây không khí trong lành, hai người cùng ngồi ở trên cao nhìn xuống thành phố. Tiễn Tiễn lo sợ mẹ Tư Việt không đồng ý chấp nhận cô, Tư Việt quỳ xuống lấy chiếc nhẫn trong túi ra cầu hôn Tiễn Tiễn. Khung cảnh này cùng với con người này khiến cho cô cảm động rơi nước mắt. Từ giờ trở đi Tiễn Tiễn không phải đợi Tư Việt nữa, nếu khoảng cách là 1.000 bước thì Tiễn Tiễn chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Tư Việt đeo chiếc nhẫn lên tay cô, từ giờ có cái này trói lại rồi nhé. Tiễn Tiễn và Tư Việt trở về phòng trọ. Cô khoe với anh cô đã trang trí nhà cho anh trở nên ấm áp hơn. Tư Việt đẩy ngã Tiễn Tiễn xuống giường và cảnh này 18 cộng không được xem nhé. Sáng hôm sau Tiễn Tiễn mải mê vẽ tranh thì Tư Việt cứ quấy rối bên cạnh khiến cô không thể tập trung được. Tiễn Tiễn quay ra hờn dỗi Tư Việt. Giáo sư Diệp đã nói với cô rằng anh đã chối xuất đi nước ngoài. Sau một hồi nhẹ nhàng có dọa dẫm có đe dọa có thì Tư Việt cũng đã đồng ý xuất đi du học đó. Tối hôm đó anh gọi anh bạn thân Đeo Kinh và Tử Kỳ đến là tiệc chia tay. Hai người đo ra về hết rồi thì Tư Việt khóc. Thực sự anh không muốn đi. Tiễn Tiễn hứa với Tư Việt cô sẽ đợi anh, đợi đến khi nào anh trở về. Rồi thời gian trôi qua,
Hai người cherry qua những ngày đặc biệt mà không có nhau, gửi gắm nỗi nhớ của mình vào chiếc điện thoại. Ngày tốt nghiệp của Tiễn Tiễn cũng đến, hôm nay cô đến nhận bằng tốt nghiệp. Đứng trên bục trao bằng mà lòng cô đầy tự hào, cô sẽ nhớ những khoảng thời gian sinh viên đầy ắp kỷ niệm nơi Trấn Hoa. Chiều hôm đó Tư Việt cũng về, trong ánh hoàng hôn anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trở về nhà Tư Việt, Tiễn Tiễn mở hết món quà mà trước đó cô đã tặng cho anh, món quà nào của cô anh cũng trân trọng. Nhiều ngày sau cả bốn cô cậu học trò ngày nào về thăm trường, gặp lại thầy Lưu cả bốn người đều không sợ sệt như trước nữa. Ngày ấy thầy như tiên tri, đoán đôi nào yêu nhau là yêu thật. Đúng là người có kinh nghiệm nhìn phải chuẩn, Tiễn Tiễn và Tư Việt kéo tay nhau về lớp học. Tại đây chứa đựng bao nhiêu hoài niệm một thời ngây thơ hồn nhiên của hai người, phải nói rằng ký ức học trò luôn hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Quãng thời gian tươi đẹp nhất cũng chính là quãng thời gian trên ghế nhà trường, ôn lại kỷ niệm vậy cũng đủ rồi, Tư Việt nắm tay Tiễn Tiễn ra về. Cô ngoái lại thì nhìn thấy mình của năm cấp 3 đang nhìn cô mỉm cười, vậy là phần tóm tắt phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình và không bỏ lỡ nhiều video hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.